vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 26. Khóe miệng Tư Đồ Tĩnh giật giật một chút, sao anh không đơn giản nói là anh tự vẽ là được rồi. Sở Trần, Giang Ánh Đào cũng NSLN thoáng qua hình vẽ trên bùa cảm ơn anh a. Giang Ánh Đào thu hồi bùa, đồng thời cũng chú ý tới, lúc cô nhận bùa, thành viên tổ 7 ở xa xa đang điên cuồng chụp ảnh, hiển nhiên đang hoài nghi Sở Trần cùng Giang Ánh Đào đang tiến hành giao dịch gì. Hai chuông điện thoại di động vang lên cùng một lúc, Sở Trần lấy điện thoại di động ra, lại liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào cũng lấy điện thoại di động ra, khẽ cười một tiếng, thật đúng là trùng hợp, vậy hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, đến Bằng Thành nói với tôi một tiếng, mấy ngày nay nếu có hành động, tôi có một người bạn là võ đạo tông sư có thể tiếp viện. Giang Ánh Đào ý vị thâm trường nhìn Sở Trần một cái. Bạn là võ đạo tông sư. Sở Trần, anh quả nhiên che giấu rất kỹ. Sở Trần xoay người, phất phất tay, nhớ kỹ, chỉ giới hạn mấy ngày nay, bạn của tôi sẽ đến bất cứ lúc nào. Vừa đi ra bên ngoài, đồng thời, Sở Trần cũng nhận điện thoại, Tiểu Thu, làm sao vậy? Anh rể, chỉ sợ anh nằm mơ cũng không nghĩ tới trong nhà có người nào tới. Tống Thu Thần sắc vui vẻ, cười ha ha, Vinh Đông đến rồi sao? Sở Trần hỏi, nụ cười trên khuôn mặt Tống Thu dần dần ngưng động. Anh rể lại biết, Tống Thu cảm giác tâm tính của mình sắp sụp đổ. Làm GL không được, Vinh Đông đến, rõ ràng hẳn là rất bất ngờ mới đúng, nhưng anh rể trực tiếp đoán được. Vâng, Tống Thu có chút bất lực, còn mang theo không ít lễ vật, xem ra là tới xin lỗi. Sở Trần nghĩ đến một tin tức tối hôm qua nửa đêm Trương đạo trưởng gửi đến, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Dùng Thanh Phong đạo trưởng đối phó với các phú hào thiền thành, quả thực có thần hiệu. Sở Trần chờ về Tống gia, Vinh Đông đứng ngồi không yên trên một cái ghế trong đại sảnh. Thấy Sở Trần đi tới, theo bản năng mạnh mẽ đứng lên. Anh rể, Tống Thu ngồi trên ghế salon. Trương Cầm cũng vội vàng ngẩng đầu lên. Sở Trần càng ngày càng gần, khuôn mặt Vinh Đông thần sắc không ngừng biến ảo. Đây chính là người hắn hận nhất trong đời a. Từ khi bị Sở Trần hung hăng một cước giẫm sụ ống ở Hoàng Đinh, Vinh Đông nằm mơ cũng muốn trả thù Sở Trần. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua, làm cho cả người hắn có một cỗ run rẩy bắt nguồn từ linh hồn. Những lời Thanh Phong đạo trưởng nói, tảng đá trên đường xuống núi, làm cho nỗi sợ hãi trong lòng Vinh Đông lan tràn, che đậy hận ý. Vinh Đông thiếu gia, đã lâu không gặp. Sở Trần đi tới, hai chân Vinh Đông theo bản năng run rẩy, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch, giờ phút này đứng ở trước mặt Sở Trần, trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn bốn chữ Thanh Phong đạo trưởng kia thiên thần giảng gạch dưới phạt. Sở Trần, Vinh Đông hít sâu một hơi, đi về phía trước hai bước, cúi đầu thật sâu, xin lỗi. Sở Trần trực tiếp vòng qua Vinh Đông, đi tới trước sofa ngồi xuống, Vinh Đông thiếu gia nói cái gì vậy, anh làm gì có lỗi với tôi. Thân thể Vinh Đông đang run rẩy. Trương Cầm thấy thế, vội vàng mở miệng, Sở Thiếu, tôi là mẹ của Đông Tử, tôi là Trương Cầm, trong khoảng thời gian này Đông Tử không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, mong Sở Thiếu rộng lượng, cho Đông Tử một cơ hội sửa lại. Sở Trần nga một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vinh Đông, anh đã làm cái gì? Một sắc mặt Vinh Đông biến ảo. Đông Tử, còn không mau nói rõ ràng. Trương Cầm vội vàng thúc giục. Vinh Đông đi tới, cắn răng, nói, ngày hôm qua, là một vị lão gia Ninh gia thông qua Diệp Thiếu, sau đó Diệp Thiếu, Tiền Thiếu, còn có tôi, cùng nhau bày mưu tính kế bôi nhỏ chuyện của Dương Tiểu Cần, tôi biết tôi sai rồi. Sở Trần uống một ngụm trà, chuyện ngày hôm qua, anh nói đầu đuôi ngọn ngành. Được, Vinh Đông vội vàng gật đầu. Kể lại chuyện ngày hôm qua một lần, trông mong nhìn Sở Trần. Sở Trần suy tư một phen, nhìn Vinh Đông, anh đã nói tất cả những gì anh biết chưa? Vinh Đông gật đầu, anh nói dối. Sở Trần đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng. Sắc mặt Vinh Đông biến đổi, hai chân run rẩy, khuôn mặt trực tiếp trắng bệch, tôi, hẳn không bỏ lỡ cái gì. Tôi hỏi anh, Sở Trần nhàn nhạt nói, võ giả ở Vạn Đại xuất thủ tập kích Dương Tiểu Cần, là ai phái tới? Tập kích Dương Tiểu Cần. Vinh Đông sửng sốt, thần sắc mang theo nghi hoặc nhìn Sở Trần, chúng tôi không có tiền mời người a, huống chi, Vinh Đông dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Tống Thu, người có thể đánh bại Tống Thu, vinh quang quyền quán của tôi cũng không cổ. Đồng tử Tống Thu hơi co rụt lại, ngày hôm qua chúng tôi càn quét ba cản cứ mị ảnh, đều không thấy bất luận ai có thể đánh qua Tiểu Thu. Sở Trần nói, nếu cùng các người không có liên quan, như vậy, chẳng lẽ là Ninh gia phá ý tới? Ninh gia cũng không có. Vinh Đông nói, tôi nhớ ra rồi, vị gia nỉnh gia kia còn gọi điện thoại cho Tiền Thiếu, khen ngợi Tiền Thiếu,
nói tiền thiếu thế nhưng có thể nghĩ đến cách phái người đi thương mại vạch trần khăn che mặt Dương Tiểu Cần, làm nổ chuyện này. Lúc ấy chúng tôi đều cho rằng là Mị Ảnh làm, Ninh gia cho rằng là tiền thiếu cho là Mị Ảnh, không cả hai cũng không có làm. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, đây chính là nguyên nhân anh không dám dễ dàng rời khỏi Thiền Thành. Ở phía sau, còn có một cỗ lực lượng đang thúc đẩy. Vậy người ra tay là ai? Tống Thu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là, Sở Trần nhìn Tống Thu, Tiểu Thu, cậu có muốn đi điều tra hay không? Em không đi, Tống Thu bảo vệ phần tôn nghiêm cuối cùng của mình. Sở Trần biết đối tượng Tống Thu hoài nghi, anh cũng hoài nghi. Hoàng gia, phái Thanh Dương. Ở Thiền Thành, người có thể đâm sau lưng một đao này chính là Hoàng gia. Vừa lúc còn có võ giả phái Thanh Dương phái đến Hoàng gia hiện giờ hoàn toàn có được phần thực lực này. Hoàng gia đối với thù hận của mình, Sở Trần không chút hoài nghi, chỉ cần mình đứng ở trước mặt bọn họ tuyệt đối hận không thể đâm anh 100 đao. Hoàng Tú Tú ngoại trừ dòng dõi kia, Sở Trần trầm tư một hồi, tôi lại hỏi anh một vấn đề, vì sao Tiền thị đối với động tác của Bắc Trần chúng tôi rõ như lòng bàn tay, anh cùng Tiền Bộ Thiệu mỗi ngày ở cùng một chỗ, hẳn là biết cái gì chứ? Bắc Trần có ít người của Tiền thiếu đang ẩn nấp, Vinh Đông không chút do dự trả lời, nhưng, cụ thể là ai? Tôi cũng không biết, Tiền thiếu không nói. Quả nhiên có nội gián. Sở Trần nhẹ nhàng gật đầu, tôi hiểu được ý đồ hôm nay của anh, nhưng, lời xin lỗi bằng miệng, tựa hồ không có thành ý gì. Khuôn mặt của Vinh Đông thay đổi. Nể tình anh cung cấp tình báo cho tôi, chỉ cần anh làm tốt một chuyện, ân oán giữa anh và tôi, WWUS9 có thể xóa bỏ một khoản. Sở Trần nôi, Sở Trần cậu nói đi. Trương Cầm vội vàng mở miệng, trở lại bên cạnh Tiền thiếu. Giúp bôi điều tra rõ ràng, ngựa ỉ nào là nội gián của Bắc Trần. Sở Trần quả thật không nghĩ tới, mình thuận miệng hỏi như vậy, còn hỏi ra một tin tức như vậy, nếu thật sự là như vậy, tin tức thuốc của Bắc Trần được đặt trên thị trường Tiền thị cũng tuyệt đối đã sớm biết, nhưng Tiền thị bên kia, dĩ nhiên không có một chút động tĩnh. Tiền thị nhất định còn có hậu thủ, Vinh Đông đã bối rối. Hắn đến xin lỗi Sở Trần dĩ nhiên để cho hắn trở lại bên cạnh Tiền thiếu gia. Đó không phải là, để hắn làm nội ứng. Trương Cầm đầy sầu lo, Sở thiếu, cái này cũng quá khó xử cho Đông Tử đi. Đông Tử nó, không khó xử. Vinh Đông lên tiếng cắt ngang lời Trương Cầm, thần sắc mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn, tôi nguyện ý. Giờ phút này trong đầu Vinh Đông hiện ra một bức tranh, hắn cùng Tiền Bộ Thiệu đứng ở trên sân thượng. Ngay lúc Tiền Bộ Thiệu tức giận, hắn lấy súng ra, chỉ vào đầu Tiền Bộ Thiệu, thực xin lỗi, tôi là nội ứng. Cả người Vinh Đông đều kích động lên, hình ảnh như vậy, hắn thật sự quả chờ mong, tôi sẽ quay lại, nội, ứng, Sở Trần cũng sửng sốt, anh vốn còn nghĩ nên làm thế nào uy bức dụ dỗ mới có thể khiến Vinh Đông đáp ứng, không nghĩ tới, Vinh Đông dường như vô cùng thích vai nội ứng này. Thậm chí không thể chờ đợi để đi nhậm chức ngay lập tức. Trương Cầm nhìn Vinh Đông, Đông Tử, con suy nghĩ kỹ, nếu bị bọn họ phát hiện, con liền xong đời. Tam nội ứng. Không phải sống, chính là chết. Vinh Đông chậm rãi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Cầm, bà đột nhiên cảm thấy, đứa trẻ này có chút xa lạ. Sở thiếu, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn báo cáo với anh. Vinh Đông tựa hồ đã tiến vào vai nội ứng, mà Sở Trần chính là người liên lạc của hắn. Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thiệu chưa bao giờ từ bỏ ý định trả thù anh. Vinh Đông trầm giọng nói. Hơn nửa lúc này đây còn có Ninh gia ở sau lưng chống đỡ bọn họ càng thêm tự tin, bọn họ một mực thu thập tư liệu về anh cùng với những người còn lại ở Tống gia, chính là vì chờ một cơ hội, thực hiện kế hoạch trả thù của bọn họ. Giọng điệu Vinh Đông dừng lại, hạ thấp giọng, trong đó một tin quan trọng nhất chính là chứng minh thư của anh. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, chứng minh thư anh đang sử dụng là giả, hàng nhái 5 năm trước. Xem ra, thời gian trước cảnh sát giao thông kiểm tra xe. Đúng là các người làm ra động tĩnh. Sở Trần nói, Vinh Đông gật đầu, với năng lực của Diệp gia cùng Tiền gia ở Thiền Thành, cái này cũng không khó làm được. Trương Cầm trợn mắt há hốc mồm nhìn Vinh Đông, bắt đầu từ khi hắn định vị thân phận của mình là, nội ứng, ngữ khi nói chuyện đã hoàn toàn khác. Giờ khắc này Trương Cầm thậm chí hoài nghi trên người Vinh Đông có phải bị tà vật xâm lấn hay không, hoặc pha thiên thần lại giáng phạt. Sao lại giống như biến thành người khác? Tống Thu ở một bên cũng ngây ngốc như gà rừng, một lúc lâu sau, ánh mắt mang theo hâm mộ nhìn Vinh Đông, tôi cũng muốn làm nội ứng a. Thắt lưng của Vinh Đông càng thêm thẳng tắp, tôi đợi tin tốt từ anh,
Sở Trần không nói thêm gì, nếu anh muốn trở lại bên cạnh Tiền Bộ Thiệu, tôi liền tặng anh hai phần mũ lễ vật, dư luận trên mạng tôi có em mờ thể bình ổn lại, anh nói với bọn mũ họ, là công lao của anh, về phần hành động tối hôm qua của anh ở cửa Hoàng Đình, liền nói là bị tà vật khống chế, anh đã tìm Thanh Phong đạo trưởng trừ tà, bọn họ không tin, có thể đi tìm Thanh Phong đạo trưởng. Nghe vậy, Vinh Đông nhất thời vui vẻ, kích động nói, cứ như vậy, tôi càng thêm dễ dàng trở lại bên cạnh bọn họ. Trương Cầm lúc này nhìn Sở Trần, Sở Thiếu cùng Thanh Phong đạo trưởng có giao tình. Có duyên gặp qua đạo tôn lần. Sở Trần mỉm cười, tôi cùng hắn chào hỏi, hắn hẳn là sẽ cho tôi vài phần nể mặt. Trương Cầm trong lòng chấn động mãnh liệt, ở Thiên Thành, Thanh Phong đạo trưởng danh tiếng vang dội. Bao nhiêu thương nhân giàu có bởi vì chuyện lớn nhỏ đều muốn tìm Thanh Phong đạo trưởng tính toán. Sở Trần lên tiếng chào hỏi lại có thể khiến cho Thanh Phong đạo trưởng nổi dối, phần năng lực này, ở Thiền Thành còn ai có thể có. Sau khi Trương Cầm và Vinh Đồng rời đi, Tống Thu nhịn không được hỏi, anh rể, anh cảm thấy lời nói của Vinh Đông có vài phần đáng tin. Tạm thời tin đi, Sở Trần nói, hắn cung cấp mấy tin tức đều rất chân thật. Vậy thân phận của anh rể, Tống Thu có chút lo lắng, hắn cũng biết chứng minh thư giả của Sở Trần. Sở Trần mỉm cười, tôi chỉ có thể nói. Bọn họ tốt nhất đừng viết văn trên chứng minh thư của tôi. Tống Thu thở phào nhẹ nhõm, vậy à em cũng không cần lo lắng, anh rể khẳng định có đối sách. Sở Trần gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Mỹ Ảnh đã sớm rời khỏi Thiên Thành, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành hoàn mỹ, có thể rút lui. Cảm ơn Sở Trần, đầu dây bên kia, Mỹ Ảnh như chút được gánh nặng. Sở Trần trầm tư một hồi, gọi điện thoại cho Tống Nhan. Công ty dược phẩm Bắc Trần, trong phòng làm việc. Tống Nhan, Hạ Ngôn Hoan, Hạ Bắc, Sở Trần vừa gọi tới. Tống Nhan chính xác nói, anh ấy đã chứng thực, Bắc Trần quả thật là có gián điệp của Tiền Thị, hơn nữa đã sớm biết được tin tức chúng ta muốn đưa sản phẩm lên thị trường vào thứ sáu tuần sau. Khó trách Tiền Thị đối với chúng ta bắn tỉa vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc ác. Hạ Bắc trầm mặt, tôi nhất định phải tìm ra tên khốn kiếp kia. Hiện tại quan trọng là, thời gian chúng ta vừa mới nói trước, cũng đã bị Tiền Thị biết. Hạ Ngôn Hoan trầm giọng nói, mấy ngày nay Tiền Thị bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì, tôi hoài nghi, bọn họ khẳng định đang ấp ủ cái gì đó. Chuyện cho tới 7 giờ, đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh một trận khó khăn. Ánh mắt Tống Nhan nhìn về phía Hạ Bắc, còn át chủ bài của chúng ta bây giờ chính là chi nhánh dược phẩm Cửu Thành, chỉ cần chi nhánh này đột phá, thuốc của chúng ta có thể mở ra thị trường ở Thiên Thành. Dược phẩm Cửu Thành ở Thiên Thành tôi đều đi hỏi qua các thương nhân. Bọn họ đều đáp ứng đưa thuốc mới của chúng ta lên trong thời gian sớm nhất. Hạ Bắc trầm giọng nói, hai ngày nay tôi sẽ cùng bọn họ ký hợp đồng. Vậy thì tốt, Tống Nhan nói, một số hiệu thuốc lớn của Thiền Thành, chúng ta đang thương lượng, tôi tin tưởng, chỉ cần trong số đó, đến lúc đó tập trung hỏa lực, hơn nữa một số thủ đoạn tiếp thị, nhất định có thể để cho thuốc của chúng ta phá vỡ thị trường Thiền Thành. Nếu như không có Tiền Thị can thiệp, đợt này của chúng ta tuyệt đối có 8 phần cơ hội để Bắc Trần tiến vào thị trường Thiên Thành. Ánh mắt Hạ Ngôn Hoan toát ra lo lắng, hiện tại ngoại trừ chi nhánh dược phẩm Cửu Thành ra, tất cả những thứ còn lại của chúng ta đều nằm trong sự giám sát của kẻ địch, Tiền Thị không thể trơ mắt nhìn chúng ta thuận lợi đưa dược phẩm lên thị trường. Cho nên đây là một trận chiến khó khăn, chúng ta quát ra thực lực tốt nhất, thành hay không, nghe theo mệnh trời. Tống Nhan nói, con người mang theo kiên nghị. Việc này liên quan đến đánh cược giữa Sở Trần cùng Tiền lão gia, tuyệt đối không cho phép có thất bại. Tiểu Bắc, cậu sắp xếp tư liệu của mọi người trong công ty, tôi muốn xem kỹ. Tống Nhan nói, cô hy vọng từ tư liệu của những người này tra ra một ít dấu vết. Khi màn đêm buông xuống, khách sạn Hoàng Đình, Vinh Đông vừa xuống xe đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Đây không phải là Vinh Đông thiếu gia sao? Quả nhiên là tình yêu đích thực a, mặc dù vậy. Anh ta vẫn tới tìm Diệp Thiếu Hoàng. Cho nên nói, trong tam đại phú thiếu, tuổi của Vinh Đông tuy là nhỏ nhất, nhưng cũng là người đàn ông địch thực có trách nhiệm nhất. Mạng các người bị ngắt rồi sao? Phát ngôn trên mạng về tam đại phú thiếu từ buổi chiều đã không còn, tam đại phú thiếu đều đã đi ra thanh minh, đây là một hồi hiểu lầm, bao gồm cả Vinh Đông. Đúng, tôi cũng nhìn thấy, còn có rất nhiều người chủ động đứng ra nhận sai, chính mình thừa nhận là bọn họ cố ý bôi nhỏ tam đại phú thiếu trên mạng. Vinh Đông bị bảo vệ tầng một chặn lại. Tôi tới tìm Diệp đại ca. Vinh Đông trầm mặt, mấy tên tay sai các người, dựa vào cái gì ngăn cản tôi. Diệp thiếu sẽ không gặp anh đi đi. Một nhân viên bảo vệ nói.
hôm qua đó là hiểu lầm giữa tôi và Diệp ca. Vinh Đông lạnh lùng nói, các người dám ngăn cản tôi nhớ kỹ bộ dạng của các người, chờ tôi gặp Diệp ca, khiến cho các người ai nấy đều cuốn gói về nhà. Vài tên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, không dám đắc tội, kiên trì nói, Vinh thiếu anh chờ một chút, chúng tôi đi thông báo một tiếng. Vài phút sau, tên bảo vệ kia đi xuống, Vinh thiếu, mời vào. Vinh Đông âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp thiếu hoàng chịu gặp hắn, như vậy, hắn có nắm chắc rất lớn, một lần nữa ở lại trong tiểu đội này, làm một nội ứng xuất sắc. Phòng làm việc của Diệp thiếu hoàng, Vinh Đông đẩy cửa tiến vào, Diệp đại ca. Vinh Đông ngẩng đầu nhìn, thần sắc mừng rỡ, Tiền thiếu cũng ở đây, vậy thật tốt quá, ba người chúng ta lại ở cùng một chỗ. Dừng, Tiền Độ Thiệu trầm mặt, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Vinh Đông, cái gì lại ở cùng một chỗ. Ngậm cái miệng thối này của anh lại đi, Diệp đại ca cho anh vào, là có việc muốn hỏi anh, chúng tôi hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Vinh Đông sửng sốt, lập tức nói, Diệp đại ca, anh hỏi, đầu tiên tôi phải thanh minh một chuyện. Vinh Đông hít sâu một hơi, ánh mắt toát ra một trận kinh hồn chưa định, trầm giọng nói, đêm qua ở cửa khách sạn, tôi là bởi vì thời vận không tốt, bị tà vật xâm lấn, mới dẫn đến nói nàng lộn xộn, làm ra chuyện điên cuồng. Vinh Đông, anh coi chúng tôi là kẻ ngốc sao? Tiền Bộ Thiệu cắt ngang lời Vinh Đông, tỏi đương nhiên cũng không tin, tôi là bị mẹ tôi cứng rắn lôi kéo đi Thanh Phong Quan. Vinh Đông nói, Thanh Phong đạo trưởng vừa nhìn thấy tôi, liền nói tôi bị tà vật xâm lấn. Cũng may gặp phải Thanh Phong đạo trưởng, Thanh Phong đạo trưởng xuất thủ giúp tôi diệt trừ tà vật, tôi mới có thể thật sự khôi phục lại. Diệp Thiếu Hoàng nhìn chăm chú vào Vinh Đông, anh phải biết rằng, chúng tôi muốn vạch trần lời nói dối này của anh rất đơn giản, chỉ cần tìm đạo trưởng Thanh Phong hỏi một câu là biết. Cho dù Thanh Phong đạo trưởng đứng ở trước mặt tôi cũng nói như vậy. Hơn nữa, Thanh Phong đạo trưởng còn có thể chứng thực tất cả những gì tôi nói. Vinh Đông ngẩng đầu ưỡn ngực, thiền thành ai không biết Thanh Phong đạo trưởng, tôi không có khả năng lấy Thanh Phong đạo trưởng ra nói dối chứ. Tôi sẽ tìm người hỏi rõ ràng với Thanh Phong đạo trưởng. Diệp Thiếu Hoàng nói, trùng hợp, Tiền Bộ Thiệu nhìn Vinh Đông, tôi vừa vặn có một người bạn hiện tại đang ở Thanh Phong Quan, anh xác định Thanh Phong đạo trưởng có thể chứng minh cho anh. Cứ hỏi thôi, Vinh Đông vẻ như không để ý ngồi trên sofa, vô cùng tự tin. Trong lòng Vinh Đông yên lặng khen ngợi diễn xuất của mình. Đồng thời cũng có vài phần thấp thỏm bất an. Không biết Thanh Phong đạo trưởng, cho Sở Thiếu mặt mũi hay không? Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thiệu liếc nhau một cái, Tiền Bộ Thiệu đi tới một bên, cầm lấy điện thoại di động. Khoảng 10 phút, Tiền Bộ Thiệu trở về, nhìn Diệp Thiếu Hoàng, anh ta nói là thật. Thần sắc Diệp Thiếu Hoàng toát ra một chút khó tin, tà vật xâm lấn, vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Thiếu Hoàng cẩn thận suy nghĩ một chút về biểu hiện của Vinh Đông tối hôm qua. Quả thật giống như chúng ta. Đông tử, tôi hỏi anh, dư luận chiều nay chuyển hướng, anh có biết là nguyên nhân gì không? Đây là nguyên nhân Diệp Thiếu Hoàng đồng ý gặp Vinh Đông. Là tôi làm, Vinh Đông nghiến răng nghiến lợi, tôi nuốt không được ngụm ác khí này. Tôi không thể vô duyên vô cớ bị tà vật xâm lấn, Thanh Phong đạo trưởng nói, tôi rất có thể là âm thầm bị người thi triển thủ đoạn gì, mới bị tà vật xâm lấn, tôi hoài nghi, trăm phần trảm chính là Sở Trần. Cho nên, tôi hao phí một cái giá rất lớn, cũng cầu xin mẹ tôi, để bà lấy ra một khoản tiền, tìm không ít thủy quân, tạm thời đè cơn bão dư luận trên mạng xuống. Nhưng, tôi kỳ quái chính là, đối phương thế nhưng không có phản kích, giống như không có tin tức, cho nên tôi mới khẩn cấp tới tìm Diệp đại ca, muốn nghe Diệp đại ca phân tích một chút. Diệp Thiếu Hoàng nhíu mày, có phải lại là âm mưu gì của Sở Trần hay không? Vinh Đông truy vấn một câu, có lẽ tôi biết lý do tại sao. Tiền Bộ Thiệu đột nhiên mở miệng, Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông đều tò mò nhìn Tiền Bộ Thiệu. Ngày hôm qua Sở Trần đối với chúng ta phản kích quá mức đột ngột, sau khi trở về, tôi cẩn thận nghĩ tới, vấn đề tuyệt đối lá phát sinh trên người Mỹ Ảnh, chỉ là nguyên nhân chưa rõ. Tiền Bộ Thiệu trầm giọng nổi, tôi tốn chút tiền, nghe được một tin tức, ba cứ điểm Mỹ Ảnh ở Thiên Thành, đều bị phá hủy. Cái gì, Vinh Đông chấn động, không phải là Sở Trần làm chứ? Tôi suy đoán là Sở Trần tìm được hang ổ của Mị Ảnh vì bảo vệ chính mình, bán đứng chúng ta, cho nên, ý rên mạng nồi lên trận phong bạo này, vẫn là lực lượng còn sót lại của Mị Ảnh, Đông Tử tiêu tiền mời thủy quân đến bắn tỉa, liền rất dễ dàng đè chuyện này xuống, dù sao, Mị Ảnh không có khả năng một mực thay Sở Trần làm việc. Hóa ra là như vậy, Vinh Đông giật mình, vẫn là đầu óc của Tiền Thiếu Đế sử dụng, tôi thế nào cũng không nghĩ ra điểm này.
Vinh Đông đột nhiên vỗ mạnh đùi, tôi hiểu rồi, Sở Trần làm như vậy, chính là muốn cho ba người trong nội bộ chúng ta tách rời, thuận tiện cho hắn đánh vỡ từng người một, đáng tiếc, Sở Trần ngàn tính vạn tính, cũng chưa chắc để cho hắn như nguyện. Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thiệu liếc nhau một cái. Đông tử nổi đúng, Tiền Bộ Thiệu nói, chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực, đối phó Sở Trần. Đông tử, xin lỗi. Diệp Thiếu Hoàng nói, đều do Sở Trần, Vinh Đông nghiến răng nghiến lợi, từ giờ trở đi, chúng ta càng phải cẩn thận gấp bội, dùng sức lực gấp bội, tôi không tin, Sở Trần thật sự là tường đồng vách sắt, không có một chút sơ hở. Bắc Trần của hắn sắp xong rồi. Tiền Bộ Thiệu cười lạnh, kế tiếp giao cho tôi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, Sở Trần có thể ở lĩnh vực dược phẩm ngăn cản được Tiền thị tôi nghiền ép hay không. Vinh Đông nội tâm kích động, thế nhưng nhanh như vậy đã nhắc tới dược phẩm Bắc Trần. Tiền thiếu, anh nói thuốc của Bắc Trần có cơ hội tiến vào thị trường Thiền Thành sao? Vinh Đông nhìn không được hỏi, có thể làm cho Sở Trần thất bại thảm hại, tôi cái gì eo cũng có thể làm. Tiền Bộ Thiệu trầm ngâm một hồi ỉ, hiện tại tạm thời không cần, dược phẩm Bắc Trần dự định thứ 6 tuần sau đưa ra thuốc mới của bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ chấn động. Tiền Bộ Thiệu cười ha ha. Vậy tôi và Đông Tử liền mở to hai mắt, xem trận kịch hay này. Diệp Thiếu Hoàng cười cười. Đi, ăn uống giải trí một bữa, tỉnh cho tối. Vinh Đông hào khí vung tay lên, nghe nói Dương Thành mở một quán ba 21, tên rất đặc biệt, gần đây nhân khí còn đặc biệt vượng. Vinh Đông cười hắc hắc, bà chủ càng là bộ dạng hại nước hại dân, ba hoanh em chúng ta, đi thử vận khí một chút. Nói không chừng liền được bà chủ coi trọng. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu sáng lên, tôi đã từng nghe qua nơi này, bà chủ họ Giang, là con gái của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quang Minh Dương Thành. Nghe anh nói như vậy, làm thế nào tôi ỉ đột nhiên cảm thấy hạnh phúc của tôi đang đến. Diệp Thiếu Hoàng cười ha ha, đi, Vinh Đông chủ động vươn tay ra, ba người chúng ta, anh em đồng tâm, cùng chung chí hướng. Diệp Thiếu Hoàng và Tiền Bộ Thiệu đưa mắt nhìn nhau, lập tức vươn tay ra. Vinh Đông âm thầm cười, is a nọ đi dây dây đầu tiên là thành khẩn nhận sai, sau đó là chứng tỏ lập trường, sau đó bày mưu tính kế, cuối cùng dùng tử sắc mê hoặc. Một đợt thao tác mãnh liệt như hồ, trực tiếp lại đạt được tín nhiệm của hai người. Tôi thực sự là một nội ứng tuyệt vời. Vinh Đông âm thầm đắc ý, càng thêm do dự tràn đầy trí, quyết tâm muốn làm cho sự nghiệp nội ứng của mình tỏa sáng. Không lâu sau, ba anh em hùng dũng oai vệ rời khỏi khách sạc Hoàng Đình. Đi thẳng đến Dương Thành. Đặng Anh Tài, nam, 48 tuổi, làm trong ngành dược phẩm 20 năm, nhàn sĩ kỳ cựu trong ngành, trước khi chuyển đến công ty dược phẩm Bắc Trần, đã từng làm giám đốc điều hành công ty dược phẩm ở thành phố. Lục Bắc Trần tuyển dụng hắn đến ứng tuyển, lý do là Bắc Trần đưa ra điều kiện phong phú. Hơn nữa, hắn là người bản địa Thiền Thành, muốn đi làm gần nhà mình một chút, thuận tiện ở cùng người nhà mình. Dược phẩm Bắc Trần. Tống Nhan cẩn thận xem tư liệu từ người này sang người khác. Từ nhân viên bình thường đến quản lý chủ chốt của Bắc Trần. Cơ cấu viên của Bắc Trần chủ yếu có hai bộ phận, một phần là Hạ Gia trực tiếp phái tới, có kinh nghiệm làm việc trực tiếp, lúc ấy là vì để cho Bắc Trần nhanh nhất tiến vào quỹ đạo. Phần còn lại là tuyển dụng bên ngoài. Nếu Bắc Trần xuất hiện gián điệp thương mại, như vậy, người này rất có khả năng trốn trong đám người tuyển dụng bên ngoài. Nhưng Tống Nhan cẩn thận xem hết tư liệu của những người này. Cũng không cảm giác được nhân vật khả nghi. Mỗi một người ứng, tuyển vào, đều là đủ loại lý do, chỉ từ nơi này phân biệt thật sự quá khó khăn. Hơn nữa lý lịch của mọi người đều ghi chép tỉ mỉ, không có ai từng có bất kỳ quan hệ gì với Tiền thị. Tống Nhan dụ ồ mắt một chút, khép tư liệu lại, đứng lên, đẩy cửa đi ra khỏi phòng làm việc. Thời gian này Bắc Trần đã là lúc tan làm, vẫn có một vài nơi đèn sáng. Hạ Ngôn Hoan và Hạ Bắc vẫn chưa rời đi. Con người Tống Nhan đột nhiên dừng lại ở văn phòng bên cạnh, nghĩ đến phần tư liệu cuối cùng vừa nhìn thấy. Đặng Anh Tài, lúc Đặng Anh Tài đến ứng tuyển, Hạ Ngôn Hoan đều đặc biệt vui mừng, bởi vì Đặng Anh Tài có kinh nghiệm và thực lực trong ngành dược phẩm, là nhân tài mà Bắc Trần trước mắt đang cần. Sau khi Đặng Anh Tài đến Bắc Trần, cũng không phụ kỳ vọng của Hạ Ngôn Hoan, mọi việc tự mình làm, thường xuyên chủ động tảng ca, giải quyết khó khăn cho Bắc Trần, Hạ Ngôn Hoan cũng đề bạt nhân tài không hạn chế một kiểu. Trực tiếp để Đặng Anh Tài làm quản lý của Bắc Trần. Cửa phòng làm việc đẩy ra, Hạ Ngôn Hoan đi ra, thấy Tống Nhan, dừng một chút, nói, đã khuya rồi, cô về trước đi, tôi và giám đốc Đặng thương lượng một chút chi tiết xả ủ phẩm đưa ra trưng bày. Tống Nhan gật gật đầu, Hạ Ngôn Hoan đi tới, đẩy cửa phòng làm việc của Đặng Anh Tài ra, cười nói, lâu Đặng,
thật ngại quá, để cho anh mỗi tối cùng tôi táng ca. Đặng Anh Tài cười đứng lên, vợ con tôi đều ra nước ngoài ở, thời gian trở về rất ít, dù sao tôi cũng nhàn rồi không có việc gì eo làm, tăng ca cũng có thể làn cho mình làm giàu một chút. Tống Nhan xoay người đi ra ngoài, thanh âm của hai người cũng dần dần không nghe thấy. Đứng ở trước cửa thang máy, trong đầu Tống Nhan còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể lôi gián điệp thương mại của Bắc Trần ra, nếu không, Bắc Trần làm bất cứ chuyện gì đều ở dưới mắt đối thủ cạnh tranh, thực lực hai bên vốn chênh lệch, cứ như vậy, Bắc Trần càng thêm không có cơ hội thủ thắng. Tống Nhan tiến vào thang máy, nếu Bắc Trần có thêm mấy mũ người như quản lý Đặng, tuyệt đối càng thêm có năng lực chống lại TTN thị. Tống Nhan tự mình thở dài một tiếng, trong đầu theo bản năng lọc ra tư liệu của Đặng Anh Tài. Bỗng nhiên, con người Tống Nhan chợt ngưng động lại. Đặng Anh Tài, người bản địa Thiền Thành, ứng tuyển Bắc Trần, là bởi vì muốn ở gần nhà một chút, thuận tiện ở cùng người nhà của mình. Nhưng vừa rồi Đặng Anh Tài lại nói với Hạ Ngôn Hoan, vợ con ông ta đã ra nước ngoài, rất ít khi trở về ở. Điều này và những gì trong tư liệu ông ta viết, có một sự khác biệt. Mũ sắc mặt Tống Nhan dần dần tái nhợt, sau khi có chút hoài nghi này, Tống Nhan đột nhiên cảm thấy sơ yếu lý lịch này của Đặng Anh Tài, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Lấy lý lịch của Đặng Anh Tài, nếu ông ta muốn trở về Thiền Thành phát triển, cánh cửa tiền thì tuyệt đối đều mở ra cho ông ta, vì sao ông ta lại lựa chọn dược phẩm Bắc Trần vừa mới treo biển thành lập. Bắc Trần đưa ra điều kiện đãi ngộ tuy rằng phong phú, nhưng tiền thì chưa chắc sẽ kém, thậm chí, công ty ông ta vốn ở Hoàn Thành kia đãi ngộ ông ta, cũng sẽ không kém. Tống Nhan đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến lạnh như thủy triều. Co sao thể dựa vào thang máy. Sau khi đi ra khỏi thang máy, Tống Nhan đi về phía bay đậu xe, đồng thời nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Bắc. Tiểu Bắc, anh còn ở phòng làm việc chứ? Tống Nhan hỏi, bên cạnh anh có ai hay không? Trong phòng làm việc, Hạ Bắc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hai bên trái phải của mình, trả lời, không có ai. Tống Nhan nói ra nội ý dùng điện thoại Sở Trần gọi tới cùng với phát hiện vừa rồi của mình. Khuôn mặt Hạ Bắc thay đổi rất nhiều. Xong rồi, Hạ Bắc thốt ra, vô lực ngồi bệt xuống đất. Hắn là người duy nhất trong công ty biết chi nhánh dược phẩm Cửu Thành ngoại trừ ba chúng ta. Thanh âm Hạ Bắc trầm thấp nói ỉ, chú Tư đối với ông ta vô cùng tín nhiệm, không chỉ bởi vì sơ yếu lý lịch này của ông ta, mà còn bởi vì ông ta và chủ Tư từng là bạn học của một khóa đào tạo dược phẩm nào đó. Tống Nhan hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Nếu như Đặng Anh Tài thật sự là gián điệp tiền thị phái tới, như vậy, át chủ bài trong tay chúng ta, sớm đã bại lộ trước mắt tiền thị đến nay không có bất kỳ động tác lớn nào, có nghĩa là bọn họ tuyệt đối có biện pháp ứng đối. Tống Nhan nói, nhưng đây chỉ là hoài nghi của tôi, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách chứng thực, đêm nay tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, tôi ngược lại hy vọng suy đoán của tôi là sai lầm. Hạ Bắc gật đầu, ngồi ngơ ngác trong phòng làm việc. Chi nhánh dược phẩm Cửu Thành là con át chủ bài của Bắc Trần. Nhưng từ bây giờ, Bắc Trần không cối dài. Tiền thị chỉ sợ một mực lấy tư thái cao cao tại thượng, cười nhạo nhìn tất cả những gì Bắc Trần làm. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Một tiếng sau, Đặng Anh Tài rời khỏi Bắc Trần trước, Hạ Ngôn Hoan đi tới phòng làm việc Hạ Bắc, Tiểu Bắc, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Bắc nhìn Hạ Ngôn Hoan, chú Tư, cháu nói với chú một chuyện. Vài phút sau, nụ cười trên khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan cũng hoàn toàn ngưng động lại. Thật lâu sau, xong rồi, phản ứng đầu tiên của Hạ Ngôn Hoan giống như Hạ Bắc. Hạ Ngôn Hoan ngồi trên sofa, chậm rãi tháo kính gọng vàng của mình xuống, đây là sai lầm nghiêm trọng của ta, nếu Đặng Anh Tài thật sự là gián điệp tiền thị phái tới, ta phải chịu trách nhiệm. Còn cổ, đôi mắt Hạ Ngôn Hoan tràn ngập một đạo lừa giận, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chú Tư, Hạ Bắc nhìn không được hỏi một câu. Nếu Đặng Anh Tài thật sự là người của tiền thị, như vậy trận chiến này của chúng ta, còn có phần thắng nào không? Hạ Ngôn Hoan nhắm mắt lại, trong đầu ý ọc lại toàn bộ quy trình trưng bày thuốc mời của Bắc Trần cùng với các phương án. Hầu như đều có bóng dáng của Đặng Anh Tài. Một khắc trước, Hạ Ngôn Hoan còn đang khen ngợi tinh thần làm việc của Đặng Anh Tài, hầu như tất cả mọi chuyện liên quan đến Bắc Trần, ông ta đều tự mình làm. Nhưng giờ khắc này, Hạ Ngôn Hoan chỉ có thể cầu nguyện. Tất cả đều là bọn họ suy đoán sai. Nếu không, không có phần thắng. Hạ Ngôn Hoan đưa cho Hạ Bắc một câu trả lời khẳng định. Tống gia, tổ ấm nhỏ. Tống Nhan tắm rửa xong đi ra, một thân áo ngủ màu nhạt mượt mà, tóc buộc lên, cũng dính một ít nước, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, lông mày liễu khẽ nhíu lại đi ra, có vẻ tâm sự trùng trùng điệp điệp.
mang dép lê, chân ngọc trăng mềm hoàn mỹ hiện ra, toàn thân không có một khuyết điểm nào, tản ra khí tức tuyệt thế mỹ nữ. Bà xã, em có chân không? Sở Trần thốt lên, Tống Nhan, Sở Trần thu hồi ánh mắt, chính trực nói, ý anh là, em có tâm sự sao? Tối nay sau khi trở về vẫn dáng vẻ tảm sự nặng nề. Tống Nhan suy nghĩ một chút, ngồi xuống, hôm nay anh gọi điện thoại nói cho em biết, nói Bắc Trần có gián điệp của Tiền Thị, em điều tra tư liệu của nhân viên Bắc Trần, có một phát hiện. Tống Nhan nói sự hoài nghi của mình đối với Đặng Anh Tài ra. Đặng Anh Tài biết được tất cả cơ mật của Bắc Trần. Mí mắt Sở Trần không khỏi giật giật. Tống Nhan bất đắc dĩ, toàn bộ hoạt động của Bắc Trần không có khả thể chỉ dựa vào ba người em và Hạ Tiên Sinh cùng với Tỷ Ểu Bắc. Trong mắt Hạ Tiên Sinh, Đặng Anh Tài là người đáng tin cậy nhất, cho nên mới để bạt ông ta trở thành quản lý của Bắc Trần. Nhưng nếu như em hoài nghi là thật sự, thách thức lần này của Bắc Trần, so với tưởng tượng của em càng thêm nghiêm trọng. Đặng Anh Tài, Sở Trần suy nghĩ một chút, bà xã ngoan, nằm xuống, anh mát xa cho em, những chuyện khác cũng không cần suy nghĩ. Tống Nhan nhìn Sở Trần một cái, anh cố biện pháp. Ngửa đầu tựa vào sofa, con người nhẹ nhàng khép lại. Có những lời này của Sở Trần, trong lòng Tống Nhan không hiểu sao có loại thả lỏng. Tay Sở Trần nhẹ nhàng xoa xoa huyệt vị trên mặt Tống Nhan. Tống Nhan toàn thân rất nhanh thả lỏng, lông mi đột nhiên run rẩy. Tống Nhan đột nhiên nghĩ đến, đêm nay mình mặc bộ đồ ngủ này có chút rộng rãi. Tống Nhan trong nháy mắt kích động đứng lên, nhưng lại có loại cảm giác luyến tiếc. Sở Trần đang suy nghĩ ngày mai để Vinh Đông đi thàm dò ý tứ của Tiền Bộ Thiệu một chút, xem có thể tra ra vị gián điệp Bắc Trần kia hay không. Bà xã, Bạch Anh Tài kia, ông ta không họ Bạch, họ Đặng. Ồ, đúng rồi, Đặng Đại Tài kia, Đặng Anh Tài. Tống Nhan rất kỳ quái Sở Trần sao lại đột nhiên nói năng lộn xộn. Sở Trần cảm thán, nếu như em suy đoán là thật, như vậy Đặng Anh Tài kia che giấu rất kỹ à. Tống Nhan theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu, là rất kỹ. Nửa tiếng sau, Tống Nhan cảm thấy mệt mỏi tiêu tan không ít, ngồi dậy, ngày mai em chờ tin tốt của anh. Sau khi Tống Nhan trở về phòng, Sở Trần gửi cho Vinh Đông một tin nhắn. 10 phút sau, Vinh Đông mới gọi tới. Sở Thiếu, chúng tôi đang ở quán ba 21, vừa rồi không tiện trả lời tin nhắn của anh. Vinh Đông hạ thấp thanh âm, Sở Thiếu có phân phó gì không? Bắc Trần có người tên là Đặng Anh Tài, anh nghĩ biện pháp thăm dò một chút, có phải là người của Tiền Bộ Thiệu hay không? Sở Trần nói, Vinh Đông cúp điện thoại, gọi điện thoại cho mẹ Trương Cầm tán gẫu vài câu, sau đó xóa nhật ký cuộc gọi với Sở Trần, đẩy cửa toilet đi ra ngoài. Đông tử, sao lại đi lâu như vậy, không phải là uống nôn nhanh như vậy chứ? Tiền Bộ Thiệu cười ha ha, cắt, Thanh Đảo không đổ tôi không đổ. Vinh Đông đi tới, vừa vặn mẹ tôi gọi điện thoại, nhận điện thoại mà thôi, nào, chúng ta tiếp tục uống. Vinh Đông cầm lấy ly rượu, uống một ly rượu ngoại một hơi cạn sạch. Thật sảng khoái, Diệp Thiếu Hoàng cười to, ông chủ hào phóng, cô gái trẻ ngồi một bên cười rót rượu cho Vinh Đông. Nhưng Đông Từ, hiện tại thời gian này, mẹ anh làm sao còn gọi điện thoại cho anh? Diệp Thiếu Hoàng nói, bình thường anh đi ra ngoài, bà ấy chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh. Vinh Đông trần chờ một chút, thần sắc có chút do dự. Nửa hồi, Vinh Đông khoát tay áo, các người đi ra ngoài trước một chút, ba anh em chúng tôi thương lượng chút chuyện, lát nữa sẽ gọi các người trở về. Sau khi các cô gái trẻ trong phòng rời đi, Vinh Đông thở dài một hơi, còn không phải là vì chuyện của Sở Trần, mẹ tôi bình thường thương tôi nhất, lần này bà ấy quyết tâm muốn cho tôi một chút sức lực, cho nên vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói bà ấy tìm được tư liệu của một bộ phận nhân viên Bắc Trần. Muốn mua chuộc một hai người trong đó, thuận tiện cung cấp tình báo cho Tiền Thiếu, lần này mẹ tôi thật sự là tan nát lòng. Tiền Bộ Thiệu sừng sốt, chợt bật cười, thì ra là vì chút chuyện này, tiếp tục uống rượu, đừng quá mất hứng, mỗi một hành động của Bắc Trần đều nằm trong tay tôi. Thật sao, vẻ mặt Vinh Đông kinh hỉ, vậy tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, nói Tiền Thiếu sớm đã an bài thỏa đáng rồi. Tiền Thiếu, anh tuyệt đối không nên xem nhẹ. Diệp Thiếu Hoàng lúc này nghiêm mặt nói, chúng ta ở trước mặt Sở Trần chịu thiệt nhiều lần, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Sở Trần thật sự là một kẻ địch rất khó giải quyết, đối phó hắn nhất định phải cẩn thận. Tiền Bộ Thiệu uống một ngụm rượu, cười hắc hắc, yêu các người có biết át chủ bài của Bắc Trần không? Lúc đầu tôi nghe tin tức này, cũng lá kinh hãi. Toàn bộ Dương Thành, công ty dược phẩm có thể thâm nhập vào thị trường dược phẩm Thiền Thành rất ít, dược phẩm Cửu Thành thuộc Liên Minh Tông Sư Cửu Thành.
năm đó dựa vào một loại thuốc chán thương ở Thiền Thành từng bước xâm chiếm vào thị trường, Bắc Trần ngược lại có chút năng lực, thế nhưng ung dung thản nhiên nắm được toàn bộ dược phẩm Cửu Thành, bọn họ muốn đánh chúng ta một cốt bất ngờ, lợi dụng chi nhánh dược phẩm Cửu Thành, đưa dược phẩm của bọn họ vào thị trường Thiền Thành, đáng tiếc, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Tất cả động tác của bọn họ đều nằm trong tay chúng ta. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu toát ra khinh miệt, theo dõi thấy, bọn họ chính là một đám hề đang nhảy nhót. Dược phẩm Cửu Thành, Diệp Thiếu Hoàng hít một hơi khí lạnh, may mà anh đã phát hiện trước, nếu không, Bắc Trần thật sự có cơ hội xâm nhập vào, cho dù y chiếm giữ không lớn, chỉ chiếm một chút, Sở Trần cũng có thể thắng cực. Về phần hiện tại, Diệp Thiếu Hoàng Diệp nhìn không được nở nụ cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên, Tiền thị thật không hổ là dẫn đầu trong ngành dược phẩm Thiền Thành, tôi phục rồi. Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi báo tin vui, để bà ấy không cần bận tâm. Vinh Đông cũng không tránh hai người, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, lập tức cười hắc hắc, đừng lãng phí thời gian, mau để cho các em gái quay lại uống rượu, đừng để bọn họ một mình. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy bà chủ Giang, tôi vừa thấy cô ấy đã cảm mến, đêm nay có cơ hội còn phải đi mời cô ấy một ly. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu phát sáng, Vinh Đông nâng chén rượu lên, vậy tôi chúc Tiền thiếu ôm được mỹ nhân về. Cạn ly, 1 giờ sáng, Vinh Đông đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Sở Trần, chuyển tin tức mình cho Sở Trần, thở dài một tiếng, tôi lo lắng anh ta sẽ nghi ngờ, không dám trực tiếp hỏi ra tên gián điệp. Vất vả cho anh rồi. Sở Trần trả lời một câu, Vinh Đông lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, đây là công việc của tôi sáng sớm hôm sau, lúc Tống Nhan rời dòng, phát hiện Sở Trần thế nhưng phá lệ đã ngồi trên sofa. Điều tra rõ rồi. Sở Trần nói, Tiền Bộ Thiệu quả thật đã sớm biết Bắc Trần có chi nhánh dược phẩm Cửu Thành, em đã nói với anh, toàn bộ công ty ngoại trừ em, Hạ Ngôn Hoan và Tẻo Bắc Gia, cũng chỉ còn lại một mình Đặng Anh Tài, gián điệp Tiền thị phái tới, là ông ta không thể nghi ngờ. Tống Nhan giật mình, trong lòng cô sớm đã có 7 phần dự đoán, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, Sở Trần là như thế nào trong một đêm liền tra ra? Tống Nhan đột nhiên phát hiện. Năng lượng của Sở Trần ở Thiền Thành càng lúc càng lớn. Điều này đối với Tống gia tự nhiên là chuyện tốt, anh tuy rằng đối với bất kỳ sản nghiệp nào của Tống gia đều không có hứng thú, thế nhưng, anh chính là trụ cột của Tống gia. Tốt nhất trước tiên là không làm ông ta sợ hãi. Sở Trần nói, sao dù sao tư liệu của Bắc Trần đã bị ông ta tiết lộ ra ngoài, hiện tại biện pháp khắc phục chính là, tương kế tự kế, thông qua Đặng Anh Tài gửi một số quả bom qua, mê hoặc Tiền thị. Tống Nhan gật đầu, em sẽ cùng bọn Hạ tiên sinh thương lượng thật kỹ. Tống Nhan nhíu mày, trong lòng nặng nề. Át chủ bài của Bắc Trần đã sáng ra, trận chiến tiếp theo này, Bắc Trần bắt được xác suất thật sự quá nhỏ. Trước khi ra khỏi cửa, Tống Nhan không khỏi hít sâu một hơi, nhìn Sở Trần, nếu như cá cược giữa anh cùng Tiền lão gia thua, anh thật sự phải rời khỏi Thiền Thành sao? Đương nhiên, sẽ không. Sở Trần cười cười, anh làm sao có thể thua? Sở Trần nghiêm túc liếc nhau với Tống Nhan một oái, bà xã cố lên, anh ở nhà chờ em. Tống Nhan đi ra ngoài, không bao lâu, thím Tường lên lầu quét dọn, chú ba a, chén cơm mềm này của cậu, ăn thật thơm. Thím Tường cười tủm tỉm, cô không có ý chế giễu. Từ sau khi chú ba không còn là kẻ ngốc nữa, thím Tường càng xem là càng vui mừng, dù sao đây cũng là, đưa rẻ, bà tự tay chăm sóc năm nãm. Sở Trần vừa đọc báo, vừa nói, thím Tường. Cháu nghe nói con của thím sang nám sẽ thi đại học, chuẩn bị cho hắn thi đại học Dương Thành sao? Chú ba, cậu có đề nghị gì? Thím Tường ngồi bên cạnh Sở Trần. Hai người trò chuyện về chuyện gia đình, không bao lâu sau, một trận thanh âm bước chân dồn dập truyền đến. Anh rể, tiếng hét to của cậu em rể. Sở Trần nhìn qua, thấy Tống Thu thờ hồng hộc di tới, không khỏi nói, chuyện gì hoảng hốt như vậy, n tất nhiên là tin tốt. Tống Thu kích động. Phấn chấn nói, cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc năm nay được tổ chức tại Dương Thành, ngày định trước là tháng sau, nhưng Ninh gia đột nhiên ra thông báo, cuộc thi tranh bá sư vương toàn quốc năm nay không chỉ là phạm vi toàn quốc, mà còn là lời kêu gọi trên toàn thế giới, đến lúc đó sẽ có cường giả vũ sư toàn cầu đến tham gia, còn có, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, sẽ tiến hành sau 5 ngày. Nãm ngày, Sở Trần sừng sốt, thần sắc nghi hoặc thoáng cái sớm như vậy. Tiêu Thu, cậu chuẩn bị đến lúc đó đi xem náo nhiệt không? Xem náo nhiệt cái gì, chúng ta là người dự thi à? Ánh mắt Tống Thu chán ngập chờ mong, trong lễ khai trương thành phố Kim Bãi, anh rẽ càn quét sư vương Thiền Thành,
lúc này sư vương tranh bá trên phạm vi toàn cầu, làm sao lại thiếu anh rể? Sở Trần nhíu mày một chút, nhìn Tống Thu vẻ mặt hưng phán, vừa định khuyên Tống Thu không tham gia, trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì eo, nhíu mày hỏi, cậu vừa rồi nói, phụ trách tổ chức cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc trinh là Ninh Gia. Đúng, Ninh Gia trong lúc bất chợt đưa ra thời gian thi đấu sư vương toàn quốc sớm như vậy, hay là ở loại thời kỳ đặc biệt này, mục đích là gì? Trong lòng Sở Trần mơ hồ có loại cảm giác, thi đấu sư vương tranh bá đột nhiên sớm như vậy, nguyên nhân chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể cùng sư vương trên cả nước thậm chí toàn thế giới đổi đầu, đây tuyệt đối là cơ hội khó có được á. Tống Thu xoa tay, khẩn cấp. Được rồi, cậu chuẩn bị kỹ một chút, đến lúc đó chúng ta đến đó tham gia. Sở Trần nổi một câu, trong lúc bất chợt ngây người nhìn Tống Thu, cậu tìm tôi chỉ là bởi vì tin tức này sao? Tống Thu gật đầu, cậu, không phải có thể gọi điện thoại sao? Sở Trần nhìn thoáng qua Tống Thu hiện tại còn có chút không thở nổi. Tin tức tốt như vậy, đương nhiên là muốn cùng anh rể trực tiếp chia sẻ. Tống Thu hưng phấn rời đi. Sở Trần cũng lâm vào trầm tư. Lò thuốc đầu tiên của dược phẩm Bắc Trần sắp ra mặt. Buôn lậu hàng hải của tập đoàn Thiên Nghiệp có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Phái Thanh Dương ẩn núp sau Ý Ưng không biết khi nào sẽ ra tay. Lúc này, trong lúc bất chợt có một cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, làm cho Sở Trần cảm thấy có chút đột ngột, nhưng cũng cảm giác trong đó nhất định có hàng ngàn mối liên quan. Sở Trần tìm được điện thoại của Ninh Tử Châu, gọi tới. Ninh Tử Châu không nghe máy, ước chừng 5 phút sau, Ninh Tử Châu gọi lại, hạ thấp thanh âm, Sở Thúc. Ta nghe nón sư vương tranh bá toàn quốc, muốn tìm hiểu một chút. Sở Trần đi thẳng vào vá ề, hỏi cuộc thi sư vương tranh bá 4 tháng sau mới bắt đầu, sao lại đột nhiên đến sớm vào 5 ngày sau. Gia tộc cháu đang có một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Ninh Tử Châu thấp giọng nói, chuyện này cha cháu hoàn toàn không biết, là Ninh Quân Tiếu cùng mấy chú liên hợp vỗ tay quyết định. Nghe vậy, Sở Trần nhíu mày, lập tức thản nhiên nói, Ninh Quản Tiếu là ai? Hắn có thể thay thế, thay gia chủ quyết định sao? Công tác chuẩn bị cho cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, Ninh Quân Tiếu chiếm một phần quan trọng, lý do hắn đưa ra là, nếu như dựa theo thời gian ban đầu mà nói, có vài cặp sư vương đến từ quốc tế bởi vì nguyên nhân thời gian của bản thân không tới được. 5 ngày sau, tất cả sư vương mời đều có thể đến lúc đó có thể tổ chức một sự kiện quốc tế. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng híp lại, Ninh Quản Tiếu quyết định. Sở Trần vốn cảm giác thi đấu sư vương tranh bá này sớm bắt đầu có vấn đề, hôm nay nghe thấy là Ninh Quân Tiếu quyết định, Sở Trần một chút cũng không hoài nghi. Anh có thể khẳng định, thi đấu sư vương tranh bá, có vấn đề. Ninh Quân Hà biết ta sẽ tham gia, muốn thông qua trận thi đấu sư vương tranh bá này để đối phó ta. Có lẽ vì những lý do khác, Sở Trần nhận điện thoại của Giang Ánh Đào. Cô Đào, tình hình ở Bằng Thành thế nào? Sở Trần lập tức cũng cùng Giang Ánh Đào nói tình huống sư vương tranh bá toàn quốc. Cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc rất được chú ý, bởi vì vẫn là phát huy tinh thần văn hóa truyền thống Trung Quốc, đến lúc đó còn có không ít nhân vật lớn đến dự. Ninh Quân Tiếu hẳn là không dám lấy cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc ra làm trò đùa. Giang Ánh Đào nói, ngược lại có một loại khả năng, Ninh Quân Tiếu muốn thông qua cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc tranh bá, hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, sau đó, hắn có thể thuận thế vào ngày đó, tiến hành giao dịch. Đồng tử Sở Trần co rụt tại, đương nhiên, cũng có thể là Ninh Quân Tiếu phóng ra khói đạn. Giang Ánh Đào nói, phải điều tra rõ, nếu không, sẽ quá bất lợi cho chúng ta. Nám ngày sau, trong lòng Sở Trần âm thầm suy nghĩ về ngày này. Vừa vặn là kế hoạch dược phẩm Bạc Trần ra mắt sản phẩm một ngày trước đó, quan trọng hơn là, Sở Trần tính toán thời gian, La Vân Đạo Tôn sẽ 3 ngày sau trở về Cửu Huyền Môn, nếu mà Ninh Quân Hà lựa chọn ở thời đếm đó giao dịch, mặc dù bị phát hiện, cũng không có ai làm gì được Vu Thần Môn chủ Ninh Quân Hà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cục đặc chiến thật sự không có cường giả trợ giúp. Ninh gia, hội trường hội nghị. Ninh Quân Tiếu đứng thẳng người, thanh âm vang dội có lực, chậm rãi nói, Nam Mỹ Sư Vương, Triệu Phương Tuyền người gốc Hoa. Ở Úc có danh xưng là Tùy Sư, cùng với những cường giá rời võ sư có uy danh hiển hách trên trường quốc tế như Sư Vương Châu Ẩu, đều rối rít bày tỏ, bọn họ cùng thời gian dự định của chúng ta nổi lên xung đột. Lần này chúng ta tổ chức cuộc thi Sư Vương Toàn Quốc, khẩu hiệu là hướng tới quốc tế, lãnh đạo cấp trên rất coi trọng, nếu như mấy nhân vật cấp bậc Sư Vương này vắng mặt. Sẽ làm cho trận thi đấu lớn ảm đạm phai mờ, cho nên, sau khi ta cùng máy chú phụ trách cân nhắc cuộc tranh tài, mới đưa ra quyết định này,
ta cho rằng đây là quyết định thích hợp nhất. Ninh Quản Ngạn nhìn Ninh Quân cười. Chốc lát, Ninh Quân Ngạn gật đầu, nếu đã như vậy, tất cả công tác chuẩn bị về sư vương tranh bả, liền giao cho ngươi. Kỳ thật cũng đều chuẩn bị xong rồi. Ninh Quân Tiếu nói, giữa một tháng sau cùng nảm ngày sau tiến hành, hoàn toàn không có khác nhau. Đến lúc đó Ninh gia chúng ta sẽ có 3 đội ngũ dự thi, hy vọng có thể đạt được thứ hạng tốt. Có mấy vị sư vương quốc tế này chấn giữ, trong nước không biết có bao nhiêu hùng sư có thể đột phá vòng vây, tranh cao thấp với bọn họ, M một người chú Ninh gia cảm thán, đồng thời ánh mắt mang theo chờ mong, tôi vẫn càng thêm hy vọng sư vương trong nước có thể giành chiến thắng. Hai năm gần đây, văn hóa tỉnh sư trong nước xuất hiện dấu hiệu đứt gáy, tâm tính của người trẻ càng ngày càng bốc đồng, hy vọng lần này sư vương tranh bá mũ cố thẻ cho bọn họ cảnh tỉnh. Chú hai cũng cảm khái, văn hóa tỉnh sư vốn là quốc túy nhà chúng ta, hiện tại người khác so với chúng ta chơi còn tốt hơn. Chú hai, chú yên tâm đi, cháu tin tưởng người chiến thắng, là sư vương Trung Quốc chúng ta. Ninh Tử Châu nhịn không được mở miệng, hy vọng vậy, Ninh Quân cười cười, ngay tại ngày này. Ninh gia bắt đầu tạo thế. Dưới đỉnh Bạch Vân của Dương Thành, cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, thứ 5 tuần sau chính thức khai mạc. Tin tức phô thiên cái địa, tựa như cuồng phong bạo vũ bao trùm toàn bộ Dương Thành, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất lan ra cả nước. Sư vương tranh bá cuối cùng cũng tới, giải vô địch gần đây nhất được tổ chức tại Bắc Kinh là sư vương Bắc Kinh, lần này tổ chức ở Dương Thành, có thể hay không là đại sư quyền quán Dương Thành đoạt được giải quán quân. Người đây là lời kẽ sai trái gì? Nãm sau tổ chức ở nhà tôi, con mẹ nó tôi cũng là sư vương A. Quá đột ngột, 5 ngày sau bắt đầu cuộc thi sư vương tranh bá, hạnh phúc đến quá đột ngột. Các người đã bao giờ nhìn thấy áp phích phía chính phủ chưa? Trời ạ, lúc này đây sao có thể nói là cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, chuẩn xác là sư vương tranh bá toàn cầu, sư vương đỉnh cấp toàn cầu đều tới, đây tuyệt đối là một sự kiện quốc tế A. Ban tổ chức là Ninh gia hiệp trợ chính thức. Thật không hồ là đệ nhất thế gia thiên nam, đây chính là nội tình của Ninh gia. Ninh gia ném ra một quả bom, thiên thành, hoàng gia. Ngày đó, Sở Trần thông qua cuộc thi tỉnh sư tại lễ khai trương thành phố Kim Bãi, bắt đầu đi lên thần đàn. Hoàng Dương nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến đủ loại tình huống rầm rộ ngày đó, so với suy sụp hiện tại của hoàng gia, Hoàng Dương hận không thể chém Sở Trần thành muôn mảnh, 5 ngày sau, chính là lúc Sở Trần ngã xuống thần đàn. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng rơi vào trên người thiếu ẩm kỳ, mắt lộ ra cảm kích, cảm ơn thiếu tiền bối nguyện ý hay Hoàng gia xuất chiến. Thiếu ẩm kỳ khoát tay, mấy ngày nay, ta cũng xem xét không ít tư liệu về Sở Trần, hơn nữa thông qua một lần thăm dò ở quảng trường Vạn Đại cũng nhìn ra, người này làm việc cẩn thận, ta muốn đối phó hắn, nhất định phải mượn được cơ hội sư vương tranh bá. Có lẽ đây chính là nhân quả tuần hoàn, Sở Trần quật khởi tính sư, cuối cùng cũng suy bại với tình sư. Khuôn mặt Tiếu Âm Kỳ hiện lên nụ cười. Hắn chờ, chính là cơ hội sư vương tranh bá này. Tại sư vương tranh bá làm trọng thương Sở Trần. Ngày thứ 2 sư vương tranh bá, chính là ngày sản phẩm dược phẩm Bắc Trần đưa lên thị trường. Hoàng Giang Hồng nói, với sự hiểu biết của tôi đối với tiền lão, Sở Trần ở trận chiến này, tuyệt đối không hề có phần thắng. Một khi Sở Trần bại, Bắc Trần bại, ngay sau đó, thương giới thiền thành đối với Tống gia hợp nhau tấn công. Dưới đả kích nặng nề như vậy, Sở Trần, Tống gia đều sẽ trở thành chó nhà có tang. Đôi mắt Hoàng Giang Hồng lóe ra một đạo lãnh quang bảng hàn. Hắn tung hoành trong giới kinh doanh cả đời, ngã thảm nhất, chính là trêu chọc Sở Trần, khiến cho Ninh gia cùng với 9 nhà còn lại liên hợp, điên cuồng đả kích, cuối cùng làm Hoàng gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Người muốn trả thù Sở Trần, không chỉ có Hoàng Ngọc Hằng, Hoàng Dương, còn có hắn, người cầm lái Hoàng gia, Hoàng Giang Hồng. Khoảng cách hoàng gia chúng ta tẩy sạch khuất nhục, chỉ còn lại nảm ngày. Dược phẩm Bắc Trần, phòng họp, Hạ Ngôn Hoan, Hạ Bắc, Tống Nhan và Đặng Anh Tài. Thần sắc Hạ Bắc ngưng trọng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói, bên kia thương nhân chi nhánh dược phẩm Cửu Thành xảy ra một chút ngoài ý muốn, sản phẩm của chúng ta vào thứ 6 tuần sau chỉ sợ rất khó đưa lên trưng bày và đưa ra thị trường. Sao lại như vậy, Đặng Anh Tài thốt lỗn, không phải đều đỡ bàn xong xuôi rồi sao? Có một số chi tiết có vấn đề, ít nhất là 2 ngày mới có thể đưa sản phẩm lên trưng bày. Thần sắc Hạ Bắc hổ thẹn, thần sắc có chút bất lực, chú Tư, cháu cũng không nghĩ tới ỷ sẽ xuất hiện nhiều. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo thăng trơm truyện .vn thăng truyện ngoài ý muốn như vậy. Hạ Ngôn Hoan nhìn Hạ Bắc, một lúc lâu sau, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tận lực đi khắc phục đi,
Cũng may, chúng ta còn có một lá bài khác, cho dù chậm 2 ngày, vẫn có thể cùng Tiền Thị đấu một trận. Nghe vậy, ánh mắt Đặng Anh Tài sáng lên, chúng ta còn có lá bài tẩy chưa lộ ra sao? Khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan toát ra một nụ cười cao thâm khó lường, anh thấy tôi đánh trận không chuẩn bị sao? Hạ tiên sinh, ngay cả chú cũng gạt tôi. Tống Nhan cũng kinh hì. Hạ Ngôn Hoan mỉm, nếu như không phải Tiểu Bắc nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, tôi còn không chuẩn bị nói ra, đến lúc đó trực tiếp cho mọi người một cái kinh hỉ. Mọi người yên tâm, ngoại trừ dược phẩm cửu thành ra, tôi còn có một đường đi, còn có vài ngày nữa, là có thể hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Vậy tốt quá rồi, Hạ Bắc như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Những sai lầm của cháu, phải sửa chữa nó càng sớm càng tốt. Hạ Ngôn Hoan dặn dò. Bốn người lại thương nghị một hồi, liền tan rã rời đi. Đặng Anh Tài là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp. Ba người còn lại trong phòng họp nhìn nhau một cái. Mục đích của cuộc họp hôm nay chỉ là một, ném đạn khói vào Tiền Thị. Tòa nhà Kim Bãi, tầng 20 là tòa nhà văn phòng của Tiền Thị. Vinh Đông đẩy cửa phòng làm việc của Tiền Bộ Thiệu ra, Tiền Thiếu, chuẩn bị xong chưa? Diệp Đại Ca đã xuất phát rồi. Sắc mặt Tiền Bộ Thiệu thoáng có chút trầm thấp, nhẹ nhàng gật đầu. Tối hôm qua khi ba người uống rượu, hẹn hôm nay cùng nhau chơi gôn. Nhưng giờ phút này, một tin tức truyền đến, làm tâm tình tốt đẹp của Tiền Bộ Thiệu cũng không có. Hạ Gia Dương Thành, Hạ Ngôn Hoan, sớm đã có uy danh hiển hách thương nghiệp kỳ tài, quả nhiên không thể khinh thường. Nếu như không phải vị Tam Thiếu Gia Hạ Gia kia phạm sai, chỉ sợ, Tiền Thị còn có thể bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ vẫn còn thời gian, vẫn chưa quá muộn, Tiền Bộ Thiệu hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, Đông Tử, hôm nay có thể tôi phải thất hứa rồi, trong nhà có chút chuyện quan trọng, tôi ỷ phải lập tức trở về xử lý, cậu thay tôi với nói một tiếng xin lỗi Diệp Thiếu. Chuyện gì lại quan trọng vậy a? Vinh Đông vô não hỏi một cậu, hôm nay Diệp Đại Ca có thể nói muốn thể hiện thực lực của hắn. Tiền Bộ Thiệu tức giận liếc Vinh Đông một cái, tên này ngay cả chuyện nên hỏi không nên hồi cũng không phân biệt được. Anh đi qua trước đi, sau khi tôi xử lý xong chuyện, cũng đi theo. Tiền Bộ Thiệu nói, Vinh Đông chỉ có thể gật gật đầu. Sau khi rời khỏi tòa nhà Kim Bãi, Vinh Đông báo cáo tình hình cho Sở Trần. Sở Trần lập tức liên lạc với Tống Nhan, xem ra Tiền Bộ Thiệu đã nhận được tin tức, hiện tại đang vội vàng chạy về, hẳn là muốn nói ra một con đường khác mà Hạ Tiên Sinh nói. Trong phòng làm việc, trong lòng ba người Tống Nhan đều trầm xuống. Đây cuối cùng chỉ là đạn khói, tia hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ trong nháy mắt bị nghiền nát. Gián điệp Tiền Thị trà trộn vào Bắc Trần, chính là Đặng Anh Tài. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể liều mạng thực lực cứng rắn của chúng ta. Hạ Ngôn Hoan nhìn Hạ Bắc, cháu tranh thủ thời gian để cho các thương chi nhánh dược phẩm cửu thành ký kết hợp đồng. Dưới loại tình huống này chúng ta phải giấu Đặng Anh Tài, đẩy nhanh tiến độ, phát huy đầy đủ tác dụng của đạn khói. Đạn khói có thể kéo dài trong thời gian không dài, vì vậy sản phẩm của chúng ta muốn xâm nhập vào thị trường Thiền Thành. Chỉ có con đường cuối cùng, đánh một trận tiến công nhanh. Tống Nhan trầm giọng nói, tiến công nhanh, con người Hạ Ngôn Hoan toát ra một chút thưởng thức, Tống Nhan dùng ba chữ này hình dung vô cùng tốt. Tôi lập tức đi làm, Hạ Bắc gật đầu, lập tức đứng lên, rời khỏi phòng họp. Tiền Thị, trong thư phòng, Tiền Lão ra nghe xong Tiền Bộ Thiệu báo cáo, lâm vào trầm tư. Ông nội, Hạ Ngôn Hoan này, còn thật sự là một đối thủ khó chơi, nếu như Bắc Trần không có ông ta. Chỉ sợ ngay cả một chút biến cố cũng không nhắc lên được. Con người Tiền Bộ Thiệu lau đi một tia lo lắng, cũng may ông ta có đồng đội heo Hạ Bắc kia, kéo chân sậu, hiện tại để cho chúng ta biết con át chủ bài thật sự của ông ta, nhưng mà, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta muốn tra được mộ ổ đường dây của Hạ Ngôn Hoan, không dễ dàng, 11 toàn lực đi điều tra. Tiền Lão ra trầm giọng nói, còn cỏ, thông báo tiếp, chỉ cần kiên quyết ngăn chặn hiệu thuốc Bắc Trần lên trưng bày. Trong năm nay cùng Tiền Y giao dịch dược phẩm, đều có ưu đãi giảm giá 8 phần, so với một cải Bắc Trần, cải nào nặng cái nào nhẹ, ta nghĩ, hầu hết các doanh nghiệp đều có thể phản rõ. Ngược lại, phàm lồ nhá thuốc xuất hiện hốn chữ dược phẩm Bắc Trần dược, thuốc của Tiền Thị vĩnh viễn không cung cấp. Thanh âm của Tiền Lão ra phát ra tàn nhẫn, ánh mắt Tiền Bộ Thiệu sáng lên, có những lời này của ông nội, một đường dây khác mà Hạ Ngôn Hoan nói lộ gì cũng không quan trọng. Tiền Bộ Thiệu mỉm cười nói, Hạ Ngôn Hoan dùng chính là âm mưu, quỷ kế đa đoan, nhưng ông nội là dương mưu, lấy địa vị bà chủ tuyệt đối, bóp chết hy vọng nảy mầm của bọn họ. Mọi thứ đều không thể bỏ qua. Tiền Lão ra nói, một con đường khác là gì,
nhất định phải truy tìm hơn nữa nhằm vào xử lý. Lần đây, để cho Sở Trần cảm nhận một chút, cái gì gọi là địa vị bá chủ. Tiền Bộ Thiệu cười ha ha. Đúng rồi, ông nội có biết cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc không? Tiền Bộ Thiệu nói, Sở Trần hẳn là sẽ tham gia, võ công quyền cước của tên này cũng được, hẳn là có thể lấy được thứ hạng tốt, chậc chậc, lại sắp thu hút sự chú ý, liền đế cho cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc nâng hắn lên cao nhất, sau đó, lại hung hăng ngã xuống. Cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc, Tiền lão gia cười tùm tìm, nhưng cắn cứ theo tin tức ta nhận được, Sở Trần chưa chắc có thể xuất sắc trong cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc lần này. Nghe vậy, trong lòng Tiền Bộ Thiệu đột nhiên chấn động, nhìn Tiền Lâu gia, trong lục bát chợt nội tâm dâng lên chờ mong mãnh liệt. Đi ra khỏi cửa nhà, Tiền Bộ Thiệu khẩn cấp gọi điện thoại cho Vinh Đông. Tôi sẽ đến ngay, chờ tôi ha. Tâm trạng thật tốt, Tống gia, Sở Trần đang chỉ đạo Hoàng Phù Hòa Ngọc và Tống Thu Cửu Cửu Hương Quyền. Một già một trẻ, hai người đối với công phu quyền cước đều có thiên phú nhất định, luyện tập rất dễ dàng bắt đầu. Nhất là Hoàng Phủ Hòa Ngọc, bản thân có nền tảng thất hưởng quyền, rất nhanh liền luyện cửu hưởng quyền đến tiếng thứ bảy. Tống Thu Nguyên Nhân bởi vì thực lực bản thân, chỉ đánh ra tiếng thứ tư, đối với việc này Tống Thu đã rất hài lòng, cửu hưởng quyền phối hợp với kỳ lân bộ, uy lực tăng gấp đôi. Vào lúc hoàng hôn, một phòng khách sạn, Châu Tổng, anh xem nội dung cụ thể của hợp đồng. Hạ Bắc khuôn mặt mỉm cười, nếu như không có vấn đề khác, chúng ta có đỡ ký. Trong hợp đồng này, Hạ Bắc đè lợi nhuận của Bắc Trần xuống cực thấp, đối phương mua hàng của Bắc Trần bán đi, lợi nhuận có thể kiếm được so với đại đa số dược phẩm khác trên thị trường cao hơn rất nhiều. Hơn nữa đối phương vốn là nhà cung cấp dược phẩm Cửu Thành. Hạ Bắc cho rằng, vấn đề không lớn, nụ cười trên khuôn mặt Châu Tổng ngồi đối diện cũng rất rạng rỡ, đơn hàng này, hắn cũng có thể kiếm được không ít. Đối với các thương nhân, lợi nhuận là quan trọng nhất. Hắn mặc dù biết Tiền Thị đang cạnh tranh với Bắc Trần, nhưng mà, về mặt dược phẩm cạnh tranh càng kịch liệt, bọn họ càng có thể đạt được lợi ích. Hạ thiếu gia tuổi còn trẻ, là một nhà kinh doanh giỏi, sau này tiền đồ không thể hạn lượng a. Châu Tổng cười cười, mở miệng nói, tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy giá các anh đưa ra quá cao, như vậy đi, lại gì hàm 10%, tôi sẽ ký hợp đồng. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Bắc không khỏi biến ảo một chút, chợt bắt đắc dĩ nói, Châu Tổng, giảm thêm 10% nữa, chúng tỏi tương đương với việc mua bán thua lỗ. Muốn đạt được mục đích phải trả giá tương ứng, câu nói này, cũng áp dụng cho giới kinh doanh. Khuôn mặt Châu Tổng mỉm cười, hắn vô cùng hiểu rõ tình cảnh của Bắc Trần, dưới loại tình huống này không trả giá, vậy cũng có lỗi với thẻ ngân hàng của mình a. Hạ Bắc cau mày, một lát sau, cắn răng gật đầu, được, tôi làm chủ. Đáp ứng anh, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thư ký của Châu Tổng vặn vẹo eo nhỏ, đi tới trước mặt hắn cúi người xuống, ghé tai nói vài cẩu. Châu Tổng nhìn thoáng qua, lập tức gật gật đầu. Hạ thiếu gia, cậu không may mắn rồi. Ánh mắt Châu Tổng nhìn Hạ Bắc mang theo vài phần thương hại, đồng thời cũng cố tiếc nuối, bản hợp đồng này, tôi khỏng thể kỳ. Vừa giữ lời, sắc mặt Hạ Bắc không khỏi trầm xuống, nhìn Châu Tổng, thương nhân quan trọng nhất là phải quan tâm đến chữ tín. Cách làm của Châu Tổng như vậy, thật sự khiến tôi nghĩ không ra. Thương nhân cũng phải nuôi sống gia đình. Châu Tổng thở dài một hơi, Hạ thiếu gia, không phải là tôi không giúp cậu, điều kiện cậu đưa ra tôi không có gì để nói. Thế nhưng, tôi vừa mới nhận được tin tức, Tiền lão gia nói, ai dám nhận đơn của Bắc Trần, sẽ bị Tiền thị phong sát. Hạ thiếu gia, Tiền lão gia là hội trưởng Hiệp hội Dược phẩm Thiền Thành, trọng lượng những lời này của ông ta, bất luận kẻ nào cũng phải nghiêm túc suy nghĩ, tôi nghĩ. Không có nhà nào dám nhận đơn của cậu. Trong lòng Hạ Bắc đột nhiên trầm xuống đến cực hạn. Phong sát toàn diện, một chiêu này của Tiền lão gia tới quá tàn nhẫn. Không ai dám vì một Bắc Trần vừa mới treo biển mà đắc tội với Tiền thị. Chúng tôi làm là làm ăn nhỏ a, nếu đắc tội Tiền lão gia, ở Thiền Thành làm sao còn lăn lộn được. Châu Tổng đứng lên, nhìn Hạ Bắc, nhẹ nhàng lắc đầu, công bằng mà nói, cách làm của Tiền lão gia quả thật bá đạo, nhưng mà... Tất cả bá đạo đều được xây dựng mũ M Hạ thiếu gia vẫn nên từ bỏ việc mở thị trường dược phẩm ở Thiền Thành đi. Những năm gần đây, người có thể giành được fan ở thị trường dược farm Thiền Thành, nhưng ít lại càng ít. Sau khi Châu Tổng rời đi, Hạ Bắc ngồi yên một lát, hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, lại gọi mấy cuộc điện thoại. Không có gì bất ngờ, tất cả mọi người một mực từ chối Hạ Bắc. Việc kinh doanh của Bắc Trần, bọn họ không thể đụng vào. 7 giờ tối. Hạ Bắc vẻ mặt u sầu trở về dược phẩm Bắc Trần. Trong phòng hội nghị,
mọi người đều im lặng, điều này đã rơi vào ngõ cụt, cá cược giữa Sở Trần cùng Tiền Lâu Gia, là thuốc của Bắc Trần xuất hiện trên kệ của ít nhất 100 hiệu thuốc ở Thiền Thành. Hạ Bắc đặt tư liệu trong tay lên mặt bàn, bất đắc dĩ thở dài, từ tình huống này, nếu có 10 hiệu thuốc cũng không tệ. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong a. Hạ Ngôn Hoan cũng bất đắc dĩ lắc đầu, vốn ta còn muốn vận dụng quan hệ của Hạ gia để thương lượng một phen, hiện tại những lời này của Tiền Lâu gia nói ra, ta thấy cũng không cần thiết. Chúng ta không thể ngồi yên như thế này. Tống Nhan nhíu mày, Tiền thị trong ngành dược phẩm quả thật có năng lực rất lớn, nhưng chưa chắc đã có thể một tay che trời. Tống Nhan nói, chúng ta có thể từ trên người đối thủ cạnh tranh của Tiền thị xuống tay hay không, thuyết phục bọn họ cùng nhau đối phó Tiền thị. Ngành dược phẩm của Thiền Thành, một nhà Tiền thị độc đại, có thể cùng Tiền thị hình thành quan hệ cạnh tranh trực tiếp hầu như không có, trừ phi có mấy nhà liên hợp, thế nhưng, đối với ngành dược phẩm Thiền Thành mà nói, Bắc Trần là từ nước ngoài đến, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại, cự tuyệt Bắc Trần ngoài cửa, miếng bánh ngọt Thiền Thành này, chỉ có thể do bọn họ gặm. Hạ Ngôn Hoan trầm ngâm một hồi, sau đó nói, nhưng, mọi việc đều không có 100%, chúng ta vẫn phải dốc toàn lực cố gắng. Hạ Ngôn Hoan lấy ra mấy phần tư liệu, tách ra Tiểu Bắc, cháu phụ trách vận động các thương gia hiệu thuốc ở Thiên Thành, Tống Nhan, ta và cháu chia nhau hành động, đàm phán với các công ty dược phẩm lớn của Thiên Thành, chỉ cần có thể thuyết phục một người, chúng ta sẽ có hy vọng chuyển bại thành thắng. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cửa, mời vào, Hạ Ngôn Hoan trầm giọng mở miệng, thân ảnh Đặng Anh Tài vội vàng, không hay rồi, Tiền lão gia phát phong sát lệnh. Tất cả những gì chúng ta chuẩn bị làm lúc trước chỉ sợ đều hóa thành hư không. Chúng tôi đang nghĩ cách, Hạ Ngôn Hoan nói, lão Đặng, anh có đề nghị gì không? Đặng Anh Tài trầm ngâm một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, tôi thật sự là, hữu tâm vô lực a. Đặng quản lý không cần tự trách mình, chúng tôi cũng không phải hoàn toàn không có cách, không đến một khắc cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ không buông tha. Tống Thu nói, Đặng Anh Tài nhìn không được hỏi một câu, anh Hạ. Anh nói đường dây kia, tôi cũng không thể bảo đảm. Hạ Ngôn Hoan nói, đi được tới đâu hay tới đó a. Phòng họp, mấy người đều cầm điện thoại di động, nhìn số điện thoại trên tư liệu, gọi tới từng người một. Cánh cửa đóng hết lần này đến lần khác, phòng họp đều là vẻ sầu. 8 giờ tối, Đặng Anh Tài là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Cánh cửa phòng họp vừa được đẩy ra, một thanh niên đứng trước mặt ông ta. Đặng Anh Tài giật mình, vội vàng thần sắc cung kính, Sở Tổng. Hạ Bắc nhìn qua, Trần Ca lại tới đưa canh cho Tống Nhan. Sở Trần sau khi đi vào, khuôn mặt mỉm cười, như thế nào? Nhìn tâm trạng của mọi người tựa hồ cũng không tốt lắm. Trần Ca, chỉ sợ anh còn không biết. Ánh mắt Hạ Bắc mang theo ai oán nhìn ông chủ vung tay này, Tiền lão gia phát phong sát lệnh. Hiện tại cả Thiền Thành không có một hiệu thuốc nào dám nhận đơn của Bắc Trần. Thuốc Bắc Trần chúng ta chỉ sợ rất khó xuất hiện ở thị trường Thiền Thành. Đúng rồi. Tôi vẫn không biết tên của sản phẩm của chúng ta là gì. Sở Trần đột nhiên tò mò hỏi một câu. Đây là sản phẩm đầu tiên của Bắc Trần, cho nên lấy tên Bắc Trần, gọi là Bắc Trần Cường Sinh Hoàn. Hạ Bạc trả lời, Bắc Trần Cường Sinh Hoàn. Sở Trần lẩm bẩm một tiếng, cái tên cổ hủ như vậy là ai đặt ra? Khuôn mặt Hạ Bắc nóng bỏng. Lúc trước mình nghĩ ra cái tên này, có thần trợ, ý khi phong phát, còn tuyên bố, một ngày nào đó, thị trường dược phẩm Trung Quốc đều sẽ có một chỗ cho Bắc Trần Cường Sinh Hoàn. Sở Trần, lấy quan hệ của cậu và Ninh gia, hoặc là quan hệ cúng Hoàng Phủ gia. Có thể mượn chút lực hay không? Hạ Ngôn Hoan đột nhiên mở miệng, sau đó giải thích nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, ngoại trừ có lực lượng càng thêm cường đại can thiệp, nếu không. Tiền thị phong sát, tương đương với một kiếm nứt cỏ, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội thắng. Tống Nhan nhìn Sở Trần, thời gian cá cược giữa anh và Tẻn lão gia là 3 tháng. Bắc Trần Cường Sinh Hoàn nếu như không được đưa vào thị trường Thiền Thành, chỉ sự tôi cố cách rồi. Hạ Bắc đột nhiên vỗ bàn, ánh mắt mấy người đều nhìn Hạ Bắc. Hạ Bắc chắn thanh nôi, đến lúc đó chúng ta không thừa nhận cùng Tiền lão gia đánh cược là được, tôi cũng không tin còn có người ghi lại lời Trần Ca làm chứng cớ. Mấy người, đó là cách anh nghĩ ra. Tiểu Bắc, đừng nói bậy. Hạ Ngôn Hoan lắc đầu, trọng điểm của Ninh gia và Hoàng Phủ gia đều không ở trong ngành dược phẩm. Sở Trần nói, tìm bọn họ hỗ trợ mà nói, có chút làm người khác khó xử. Hạ Ngôn Hoan cũng hiếu, nhẹ nhàng thở dài. Nhưng, Thiên Thành lán như vậy, các loại phòng khám hiệu thuốc vân vân, ít nhất cũng có may chám hiệu đi. Tôi cùng Tiền lão gia đảnh cược chỉ là 100 hiệu thuốc đưa thuốc lèn kệ Bắc Trần, thật sự làm không được sao.
Ánh mắt Sở Trần mang theo hoài nghi nhìn mấy người. Trần ca, dưới tình huống bình thường tụ, nhiên không có vấn đề gì eo, chúng ta còn có dược phẩm cửu thành. Hát đô la Bắc nhất thời kêu khổ, nhưng bởi vì xuất gián điệp. Dược phẩm cửu thành bị bóp chết, hơn nữa tiền lão ra toàn diện phong sất, một kiếm nứt cổ, hiện tại dược phẩm Bắc Trần, có thể nổi đã cùng đường. Không có lối thoát, Sở Trần nhìn Hạ Bắc, lắc đầu nổi, trời không tuyệt đường người, bốn chữ cùng đường cũng quá mức bi quan đi. Trần ca, anh vẫn không biết tình hình hiện tại của Bắc Trần. Hạ Bắc cười khổ, chúng ta thật sự đã thử qua tất cả các cách, nhưng mà, chỉ dựa vào lệnh phong sát của tiền lão gia, thương gia toàn thành dám hợp tác với chúng ta, cơ hồ không có. Hiệu thuốc toàn thành mọi người đỡ hỏi qua chưa? Sở Trần tiện tay cầm lấy một phần tư liệu trong đó, trên đó ghi lại số điện thoại liên lạc và địa chỉ của các hiệu thuốc ở Thiền Thành. Chúng tôi đang nói chuyện từng người một, nhưng tạm thời, không có tin tốt. Ánh mặt Hạ Ngôn Hoan dừng trên người Sở Trần, cậu có suy nghĩ gì không? Còn người Tống Nhan cũng mang theo vài phần chờ mong, nhìn Sở Trần. Vốn dĩ dược phẩm cửu thành chính là Sở Trần nắm giữ, điều này nói rõ, Sở Trần đối với chuyện của Bắc Trần, cũng không phải hoàn toàn không để ý. Trong tiềm thức của Tống Nhan, cũng tin tưởng Sở Trần có lẽ còn có biện pháp cứu vở một chút. Hiệu thuốc mọi người liệt kê, đầy đủ chưa? Sở Trần nhìn lướt qua, nhướng mày. Bác nói, thậm chí bao gồm một số hiệu thuốc nhỏ chỉ có không đến 20 mét vuông, đều ghi lại. Không đúng, Sở Trần lắc đầu, tôi nhớ rõ chuỗi hiệu thuốc lớn nhất Thiền Thành, là Linh Bảo Đường chứ. Vừa dứt lời, đám người Hạ Bắc nhất thời dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Trần. Anh không phải là muốn cùng Linh Bảo Đường hợp tác chứ? Tống Nhan cẩn thận hỏi. Sở Trần gật đầu, tôi tin tưởng bọn họ đối với hợp tác với chúng ta cũng rất có hứng thú. Khuôn mặt Hạ Bắc khổ sở, Trần ca anh đối với ngành dược phẩm anh có biết quan hệ giữa Linh Bảo Đường cùng Tiền Thị không? Linh Bảo Đường là chuỗi hiệu thuốc lớn nhất Thiền Thành, trải rộng khắp nơi, phỏng đoán cẩn thận, chi nhánh Linh Bảo Đường ở Thiền Thành cũng vượt qua 100 cửa hàng. Vậy không phải vừa vặn, chỉ cần nắm được Linh Bảo Đường, liền tương đương với thắng trận thắng lợi này. Sở Trần nói, hơn nữa, sản phẩm của chúng ta nếu xuất hiện ở Linh Bảo Đường, như vậy, hiệu quả quảng cáo có thể tưởng tượng được, đến lúc đó một khi phổ biến, các hiệu thuốc khác muốn tìm chúng ta nhập hàng, vậy đều phải xem ánh mắt của chúng ta. Ba người nhìn nhau một cái, mộng tưởng thật đẹp, nhưng hiện thực tàn khốc. Hạ Bắc bất đắc dĩ nói, Linh Bảo Đường là nhà phân phối đặc biệt của dược phẩm Tiền Thị, toàn bộ Linh Bảo Đường đều là thuốc của Tiền Thị. Có thể nói, Linh Bảo Đường chính là một cặp xúc tu để thuốc của Tiền Thị tung ra thị trường, mà ngược lại, thuốc của Linh Bảo Đường hơn 70% là đến từ Tiền Thị, cả hai bổ sung cho nhau, các hiệu thuốc khác ở Thiền Thành đều có thể hợp tác với chúng ta, duy trì cổ Linh Bảo Đường, tuyệt đối không có khả năng. Nghe nói gia tộc Tiền Thị không ít con cháu, đều thực tập ở Linh Bảo Đường. Hạ Ngôn Hoan nói, Tiền Thị này cùng Linh Bảo Đường, thân như một nhà. Tống Nhan nhìn Sở Trần. Cô có loại cảm giác Sở Trần có ơ mũ có chuyện muốn nói, chỉ bằng kinh nghiệm trong khoảng thời gian này tới nay, Sở Trần này, sẽ không có mục tiêu. Sở Trần nghe xong phân tích của hai người, khuôn mặt tươi cười lại càng rạng rỡ, tôi thật đúng là không biết, quan hệ giữa Linh Bảo Đường cùng Tiền Thị lại thân mật như vậy. Vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Mục tiêu của chúng ta cũng không chỉ là để cho tôi thắng cược, mà ỷ à, để dược phẩm Bắc Trần tiến vào thị trường Thiền Thành, có chỗ đứng vững chắc, để cho tất cả mọi người nhìn thấy, Hạ Tam thiếu gia chúng ta hung hăng một cước đá vàng cửa lớn ngành dược phẩm của Thiền Thành như thế nào. Hô hấp của Hạ Bắc không khỏi dồn dập trong nháy mắt. Hắn theo bản năng ảo tưởng bức tranh kia, trong trường hợp phép lạ này thực sự xảy ra, vậy thì hắn sẽ làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Trần vẽ cho hắn một cái bánh thật lớn. Hạ Bắc theo bản năng nắm chặt nắm tay, có loại kích động muốn qua y ải với Linh Bảo Đường. Hạ Ngôn Hoan nhìn thoáng qua Hạ Bắc, nhẹ nhàng lắc đầu, phương thức liên lạc của Linh Bảo Đường không khó tìm, trên mạng tra đều có, nhưng mà, có thể khẳng định chính là, đối phương nghe thấy là bác Trần tìm tới bọn họ, chỉ sợ phản ứng đầu tiên không phải là cự tuyệt, mà là kinh ngạc thật lớn, sau đó. Lại cự tuyệt, Sở Trần nhìn Hạ Bắc, lấy điện thoại di động ra TLM kiếm một hồi, viết một số điện thoại lên giấy, đưa tới trước mặt Hạ Bắc, khuôn mặt mỉm cười, Hạ Tổng, điện thoại này, cậu có dám gọi hay không? Ánh mắt Hạ Bắc nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên giấy. Hồi lâu, ánh mắt Hạ Bắc kiên định cắn răng gật đầu, không phải chỉ là một cuộc điện thoại, cùng lắm thì bị châm bị ếm một phen, có lẽ thật đúng là vẫn có một cơ hội. Hạ Ngôn Hoan không khỏi nhìn Sở Trần.
Trong lòng hắn suy đoán, mục đích của Sở Trần chỉ sợ không phải thật sự tìm Linh Bảo Đường hợp tác, mà là rèn luyện một chút khả năng chịu áp lực của Hạ Bác. Hạ Bác cầm lấy điện thoại di động, nhập số điện thoại vào. Y hít sâu một hơi, Hạ Bác án nút y gọi. Sau khi điện thoại reo 3 tiếng, được kết nối. Xin chào, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng người đàn ông trung niên trầm ổn. Hạ Bác bối rối, điện thoại dịch vụ khách hàng của Linh Bảo Đường, dĩ nhiên không phải là cô gái trẻ. Một lúc sau, thanh âm của ngu mũ đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia lại vang lên, vị nào? Xin chào, xin chào. Hạ Bác phục hồi tinh thần, vội vàng mở miệng, ánh mắt cố chút kinh hoàng, lơ đãng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần giờ phút này thần sắc thong dong bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu với Hạ Bác, sau đó giơ ngón tay cái lên. Hạ Bác phảng phất có một cổ cảm giác lực lượng đổ vào lồng ngực, trong nháy mắt lấp đầy toàn thân. Không phải là một cuộc gọi dịch vụ khạt hàng, hơn nữa còn không phải là cô gái trẻ, một ông chú dịch vụ khách hàng mà thôi. Tôi chính là Hạ Tổng. Sợ cái gì? Thanh âm Hạ Bác vững vàng lên, tôi tên là Hạ Bác, Tổng Giám Đốc Dược Phẩm Bắc Trần. Thì ra là Hạ Tổng, tôi đớ nghe qua tên anh. Thanh âm của người đàn ông trung niên vang lên bên tai Hạ Bác, làm cho Hạ Bác có loại cảm giác ôn hòa như ngọc, Hạ Tổng có việc gì sao? Hạ Bác cố chút không thể tin vào tai mình, ông chú dịch vụ khách hàng của Linh Bảo Đường, nói chuyện cũng quá dễ nghe. Sở Trần thấy Hạ Bác tựa hồ mất tập trung, ngón tay khéo léo búng lên mặt bàn hai cái. Hạ Bác lập tức mở miệng, cẩn thận nói, tôi muốn liên lạc với người phụ trách dự án của công ty anh một chút, cùng nhau ăn một bữa cơm. Lời ngày hôm nay, anh nói thời gian, và địa chỉ. Ông chú dịch vụ khách hàng trả lời. Hạ Bác mở to hai mắt. Hôm nay, bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Ông chú dịch vụ khách hàng của Linh Bảo Đường cũng quá mức chuyên nghiệp đi. Vậy, 9 rưỡi, khách sạn Hoa Đằng, thế nào? Hạ Bác hỏi, không vấn đề gì, 9 rưỡi gặp. Ông chủ trung niên cúp điện thoại, cả người Hạ Bác đều là trạng thái rối bời. Linh Bảo Đường, đáp ứng gặp mặt, thần sắc Hạ Ngôn Hoan cũng toát ra vẻ khó tin. Linh Bảo Đường không có khả năng không biết lệnh phong sát của Tiền Thị, bọn họ sao lại dễ dàng đáp ứng gặp mặt chúng ta như vậy? Hạ Ngôn Hoan cũng tràn đầy khó hiểu, Tống Nhan cũng vẻ mặt nghi hoặc, cô còn theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Trần. Luôn cảm thấy không thể thoát khỏi liên quan đến anh chàng này. Hạ Bác đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt đột nhiên biến ảo vài phần, thanh âm trầm thấp nói, mọi người nói có khả năng hay không, Linh Bảo Đường cố ý muốn tìm cơ hội này, làm nhục chúng ta một phen, làm cho cục diện vốn gian nan của Bắc Trần càng thêm tồi tệ. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Ngôn Hoan cũng không khỏi biến đổi. Sau khi tỉ mỉ cân nhắc một phen, Hạ Ngôn Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, chi nhánh Linh Bảo Đường trải rộng khắp tỉnh Quảng Đông, danh tiếng cũng cực tốt. Hẳn là sẽ không sử dụng loại thủ đoạn tam đẳng này để chế nhạo chúng ta, huống chi, cục diện Bắc Trần hiện tại, cũng không cần Linh Bảo Đường phải xuống tay. Có lẽ Linh Bảo Đường có ý tứ khác, đề nghị của tôi là, mặc dù biết rõ là sẽ tay không trở về, cũng muốn đi gặp đại diện Linh Bảo Đường một lần. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Tống Nhan nhìn lên, đến Hoa Đảng, tôi đến phụ trách cùng đối phương nói chuyện, nếu như bọn họ có lòng muốn làm khó làm nhục. Cũng không đến mức đối chọi gay gắt với một người phụ nữ như tôi. Sở Trần yên lặng nhìn thoáng qua Tống Nhan. Cô chỉ là một người phụ nữ trên danh nghĩa. Trần ca, đi cùng đi. Hạ Bác nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần ở bên cạnh, Hạ Bác cảm thấy mình có thể có thêm vài phần cảm giác an toàn. Hạ Ngôn Hoan cũng lần nữa nhìn về phía Sở Trần. Hắn vốn tưởng rằng Sở Trần chỉ là thử thách Hạ Bác một chút, không nghĩ tới, Linh Bảo Đường lại thật sự đáp ứng gặp mặt. Mặc kệ như thế nào, Bắc Trần còn có một chút hy vọng sống. Mớ có cơm để án, tôi đương nhiên phải đi rồi. Sở Trần đứng lên, đi thôi, chúng ta như thế nào cũng phải đi trước một bước đến Hoa Đằng, nghênh đón khách quý của Linh Bảo Đường, đoàn người bước ra khỏi công ty. Đặng Anh Tài sởm không biết đã rời đi từ lúc nào. Từ cao ốc Kim Bãi đến khách sạn Hoa Đằng ước chừng nửa giờ đi đường, lúc 9 giờ 10 phút tối, đoàn người Sở Trần đã xuất hiện ở cửa Hoa Đằng. Sở Thiếu. Quản lý khách sạn Hoa Đằng cắt bước đi ra, khuôn mặt mỉm cười, nhiệt tình bắt tay Sở Trần. Quản lý Hoa Đằng này là một gương mặt mới, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Sở Trần lúc trước làm thế nào đánh quản lý cũ Vũ Đức Khuynh, Sở Trần vừa xuống xe. Hắn liền dắt nhiệt tình dắt nhanh liền an bài cho Sở Trần một phòng riêng. Sau khi quản lý Hoa Đằng này rời khỏi, Hạ Bác nhìn không được cảm thán, nhìn Sở Trần nói, Trần ca, anh hiện tại ở Thiền Thành, người bình thường đều phải cho anh thể diện a. Nói không chừng,
người của Linh Bảo Đường đáp ứng đến gặp mặt, cũng là cho Sở Trần thể diện. Hạ Ngôn Hoan cười nói, rời khỏi phòng làm việc, đi vào phòng khách sạn, tâm tình cũng thả lòng sung sướng không ít. Hạ Bắc cũng cười đắc ý, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, lấy quan hệ giữa Linh Bảo Đường và Tiền Thị, cơ hội Linh Bảo Đường sẽ cùng Bắc Trần hợp tác bằng không. Mấy người thoải mái nói chuyện với nhau, không đến 10 phút, cửa phòng riêng vang lên. Sở thiếu, Kiều Tổng đến rồi. Quản lý Hoa Đằng đẩy cửa ra, thần sắc càng thêm cung kính, sâu trong mi mắt đồng thời cũng có rung động. Sở thiếu dược phẩm Bắc Trần và Kiều Tổng của Linh Đảo Đường gặp nhau ở Hoa Đằng, bọn họ muốn nói cái gì? Quản lý Hoa Đằng ương nhiên biết về vụ cá cược đã được đồn đại gần đây. Giám đốc Lý, lịch trình tối nay của tôi được rũ, bí mật. Kiều Tổng mở miệng, quản lý Hoa Đằng lập tức phản ứng lại, vội vàng gật đầu, tôi hiểu, Kiều Tổng xin hãy yên tâm. Lúc này, Hạ Bắc ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, theo bản năng đứng lên, đây, không phải là giọng nói của chú dịch vụ khách hàng sao? Tôi hiểu rồi, Hạ Bắc rất nhanh đã phản ứng lại, khó trách ông chú dịch vụ khách hàng này đáp ứng thẳng thắn như vậy, ngay cả xin chỉ thị cũng không cần, thì ra, người đến Hoa Đằng chính là bản thân ông chú dịch vụ khách hàng. Đây chính là phương thức Linh Bảo Đường nhục nhã Bắc Trần sao? Tất cả người phụ trách Bắc Trần đều đến, mà Linh Bảo Đường chỉ phái ra một ông chú dịch vụ khách hàng. Trong lòng Hạ Bắc có một cỗ lira giận dâng lên, nhưng, rất nhanh liền kiềm ép xuống. Mặc kệ như thế nào, Linh Bảo Đường chịu phái người đến nói chuyện, đối với Bắc Trần mà nói, liền có một đường cơ hội. Sau khi quản lý Hoa Đằng đóng cửa phòng, ông chú dịch vụ khách hàng cất bước đi tới, khuôn mặt mỉm cười nhìn Hạ Bắc, cậu chỉnh là Hạ Tổng đi, quả nhiên tuổi trẻ có tài a. Ông chú dịch vụ khạt hàng chủ động đưa tay, trong lời nổi cử chỉ, tất cả đều thể hiện phong độ, tôi họ Kiều dịch vụ khách hàng, Hạ Bắc thiếu chút nữa thốt ra, cầm tay ông chú dịch vụ khách hàng, xin chào, tôi là Hạ Bắc. Ông chú dịch vụ khách hàng khuôn mặt mỉm cười, nhìn về phía Hạ Ngôn Hoan, Hạ Gia Chi Hổ, Hạ Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hai người bắt tay nhau, ánh mắt Hạ Ngôn Hoan nhìn chằm chằm ông chú dịch vụ khách hàng, có loại cảm giác càng nhìn càng quen mắt. Người đàn ông này, làm thế nào ông cảm thấy như ông đã gặp ở đâu? Từ cuộc đối thoại vừa rồi của quản lý Hoa Đằng cùng hắn nghe ra, vị trước mắt này tuyệt đối không phải là ông chú dịch vụ khách hàng bình thường. Ánh mặt ông chú dịch vụ khách hàng sau đó dừng ở trên người Tống Nhan, Tống gia có nữ nhân, nghiêng nước nghiêng thành, quả đúng như thế a. Tống Nhan tuy rằng bị khen có chút đỏ mặt, nhưng vẫn tự nhiên hào phóng đứng lên, xin chào Kiều tiên sinh. Ông chú dịch vụ khách hàng cuối cùng nhìn Sở Trần, đi lên, vươn tay, Sở thiếu. Hai chữ đơn giản nhất, có thể trọng lượng rất nặng. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều ý thức được, ông chú dịch vụ khách hàng đúng là vì Sở Trần mà đến. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, Kiều Tổng, hân hạnh. Sở Trần ngẩng đầu đảo qua, để tôi chính thức giới thiệu cho mọi người một chút, Kiều Tổng, Kiều Lang Vân, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Linh Bảo, cũng là truyền nhân đời thứ 9 của Linh Bảo Đường. Bên trong phòng, một trận tĩnh mịch, trong mắt Hạ Bắc sập nhô ra, thần sắc đờ đẫn một trận. Cả người giống như pho tượng hóa đá, không nhúc nhích. Kiều Tổng, Kiều Lăng Vân, ông chú dịch vụ khách hàng. Nhà nào mời được tôn đại thần này làm ông chú dịch vụ khách hàng a? Hạ Bắc nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, cuộc điện thoại mình vừa gọi kia lại là điện thoại của một vị boss lớn nhất Linh Bảo Đường. Ánh mắt Hạ Ngôn Hoan cũng toát ra rung động mãnh liệt. Mũ Kiều Lăng Vân đột nhiên xuất hiện, ngay cả hắn cũng bối rối. Tống Nhan phục hồi tinh thần lại, con người hiện lên mừng rỡ. Nhìn về phía Sở Trần. Đây chính là hậu chiêu của Sở Trần. Khó trách anh vẫn tự tin, không có một chút lo lắng, nếu như anh và Kiều Lãng Vân thật sự có giao tình, chỉ bằng một câu nói của Kiều Lãng Vân, Sở Trần có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng, Kiều Lãng Vân tuy rằng tới, nhưng cũng chưa chắc sẽ đáp ứng ký hợp đồng với Bắc Trần. Tống Nhan kiềm nén vui sướng trong lòng, chẳng qua, sâu trong nội tâm đã chờ mong không ít. Kiều Tổng, ngồi xuống nói chuyện. Sở Trần ý bảo Kiều Lãng Vân ngồi xuống, cũng đừng gọi Kiều Tống. Kiều Lãng Vân ngồi xuống, đồng thời liên thanh, lão gia nhà tôi biết tôi muốn tới gặp cậu, thẳng thừng kêu muốn tới, chân của ông ấy hiện tại thật sự không tiện. Hai ngày nữa nếu có thời gian, tôi đến gặp Kiều lão gia. Sở Trần mỉm cười nói, ánh mặt Kiều Lãng Vân sáng lên, vậy tốt quá rồi. Trước khi tôi ra khỏi cửa, ông ấy còn cản dặn đủ điều, nói tôi cũng không thể mất đi chừng mực. Sở thiếu, cậu trực tiếp gọi tôi Lãng Vân là được. Đám người Hạ Bắc trợn mắt há hốc mồm. Đây đã không phải là vấn đề Sở Trần và Kiều Lãng Vân có giao tình.
Thái độ nói chuyện của Kiều Lăng Vân, đối với Sở Trần đều mang theo tôn kính. Chú Kiều, ngàn vạn lần đừng khách khí. Sở Trần thay đổi xưng hô, đồng thời đi thẳng vào vấn đề chỉnh, mở miệng nói, chú hẳn là có thể đoán được, chúng tôi vì sao gọi điện thoại cho chủ, lần này chỉ sợ sẽ làm phiền chủ. Ha ha ha, Kiều Lăng Vân cười cười, nói thật, tôi đang chờ điện thoại này của Sở Thiếu cậu, cậu yên tâm, mọi người cho tôi một thời gian xác thực, chỉ cần hàng của các người giao đủ hẹn. Ngay khi đến nơi, 149 hiệu thuốc của Linh Bảo Đường ở Thiền Thành, đều sẽ đồng loạt đưa thuốc của Bắc Trần lên kệ. Leng keng, chén trà trong tay Hạ Bắc lập tức không cầm được, rơi xuống. Hạ Ngôn Hoan và Tống Nhan cũng không có tâm tư bận tâm đến sự thất thố của Hạ Bắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Trần. Điều đó đã được giải quyết, vì Bắc Trần tiến vào thị trường Thiền Thành, cùng Tiền Thị chiến đấu, bọn họ có thể nói là dốc hết toàn lực, dẫn dắt Bắc Trần, một đường sông về phía trước. Cuối cùng chỉ là bại dưới lệnh phong sát của Tiền lão gia, nếu không, Bắc Trần hoàn toàn cổ thẻ đánh vào thị trường Thiền Thành. Nhưng bây giờ, Trần ca, tôi không muốn làm việc vất vả. Sau khi Hạ Bắc phục hồi tinh thần lại, sâu kín nói một câu. Kiều Tổng lần này chịu giúp chúng tôi, đó là bởi vì Linh Bảo Đường có chút quan hệ với sư môn của tôi, cậu cũng đừng nghĩ đến việc mượn sức mạnh của Linh Bảo Đường. Sở Trần trừng mắt nhìn Hạ Bắc một cái, kế tiếp vẫn là phải dựa vào chính mình. Nếu như hiệu quả của Bắc Trần Cường Sinh Hoàn không tốt, Linh Bảo Đường tùy thời có thể rút lui, cậu cũng không thể đập nát bảng hiệu của Linh Bảo Đường. Hạ Bắc vô ỉ vàng gật đầu, lập tức cam đoan, Trần ca, anh yên tâm, Bắc Trần Cường Sinh Hoàn, bồi bổ cơ thể, có công hiệu tuyệt hảo, em tin tưởng chỉ cần có thể thành công trưng bày, đưa vào thị trường, nhất định sẽ có phản ứng rất tốt. Hạ Ngôn Hoan cũng gật gật đầu, điểm ấy tôi cũng có lòng tin, vậy tôi cũng càng thêm mong đợi. Kiều Lăng Vân mở miệng, dừng một chút. Lập tức nói, đúng rồi, tôi có một người bạn, hắn nhờ tôi giới thiệu cho hắn một số loại thuốc, khi nào các người tiện mang cho tôi một ít thành phẩm tới đây, tôi đưa qua cho bạn của tôi. Hạ Bắc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Kiều Lăng Vân, lúc này gật đầu, ngày mai tôi sẽ cho người mang cho Kiều Tổng. Kiều Tổng, ngài trực tiếp đẻ Linh Báo Đường trưng bày thuốc của Bạc Trần, Tiền gia kia bên kia, Tống Nhan nhịn không được lo lắng hỏi một câu. Yên tâm, Linh Bảo Đường cùng Tiền Thị. Suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Kiều Lăng Vân nói, Linh Bảo Đường vào nhà nào, Tiền Thị quản không được. Trong quá trình ăn cơm, đám người Kiều Lăng Vân và Hạ Bắc thương lượng chi tiết hợp tác cụ thể, toàn bộ quá trình Sở Trần đều không tham dự, vùi đầu ăn cơm. Ánh mắt Hạ Bắc không che giấu được kích động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có đảo ngược như vậy. Từ sau khi biết Đặng Anh Tài là gián điệp của Tiền Thị, Hạ Bắc một lần tuyệt vọng, nhưng khi bọn họ không còn cách nào khác. Sở Trần lại an bài lão tổng của Linh Bảo Đường đến gặp mặt mọi người. Chỉ bằng Linh Bảo Đường, đã có một 149 chi nhánh. Hơn nữa còn là hiệu thuốc thương hiệu lớn nhất Thiền Thành. Chỉ cần Bắc Trần Cường Sinh Hoàn có hiệu quả đủ tốt, nhất định có thể nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc ở Thiền Thành. Hạ Bắc đã khẩn cấp muốn nhìn thấy những người chuẩn bị nhìn Bắc Trần xấu mặt, thời điểm nhìn thấy thuốc của Bắc Trần xuất hiện ở Linh Bảo Đường, sẽ có phản ứng gì? Không còn sớm nữa. Kiều Lăng Vân đứng lên, chủ động bắt tay Hạ Bắc, khuôn mặt mỉm cười, Tiểu Bắc, tôi coi trọng cậu, tương lai của cậu vô hạn. Sở Trần cười, tôi đã nôi rồi, thập công tử Thiên Nam sau này, nhất định sẽ có một vị trí của Tiểu Bắc, thậm chí là cấp cao nhất. Linh Bảo Đường có thể trở thành bước đệm đầu tiên trên con đường phát triển của Tiểu Bắc, đó là vinh hạnh của tôi. Kiều Lăng Vân cùng mấy người hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi, khi bóng dáng Kiều Lăng Vân biến mất ở cửa phòng. Cả người Hạ Bắc đột nhiên nhảy dựng lên, kích động nhảy vài cái, trong lòng lúc này cũng chút được sự phấn khích. Linh Bảo Đường A, Hạ Bắc hưng phấn đến cực hạn, vừa rồi chỉ là vẫn nhẫn nhịn không ở trước mặt Kiều Lăng Vân quá mức thất thố. Trần ca, anh quá lợi hại. Một cáu nói của Sở Trần, trực tiếp đập tan thị trường dược phẩm của Thiền Thành. Hạ Bắc muốn ôm lấy Sở Trần hôn một cái, Sở Trần không nhường, ánh mắt nhìn về phía Tống Nhan. Tống Nhan không để ý hàm nghĩa trong ánh mắt Sở Trần, đột nhiên nói, Kiều Tổng, có phải cùng vị Kiều tiền bối kia có quan hệ hay không? Vợ anh thật thông minh. Sở Trần khuôn mặt nghĩa ỉm cười, Kiều Lăng Vân cùng Kiều tiền bối xuất thân từ cùng một gia tộc, hai người còn là quan hệ anh em. Kiều Thị là một trong những nòng cốt của Lĩnh Nam Dược Cốc, Linh Bảo Đường là sản nghiệp thế tục của Kiều Thị, cũng có thể nói là thuộc về Lĩnh Nam Dược Cốc, mà một trong những sư phụ của anh, vừa đúng là cốc chủ của Lĩnh Nam Dược Cốc. Tống Nhan nhìn Sở Trần, trước kia nghe người này khoe khoang mình có 9 sư phụ, bản lĩnh một cái lớn hơn một cái. Hiện tại xem ra,
chỉ là hai sư phụ của cô, đều đủ để cho Sở Trần đi ngang. Một người là lão gia tử có bối phận địa vị cực cao trong đệ nhất gia tộc Thiên Nam. Một người là cốc chủ của lĩnh Nam Dược Cốc. Tống Nhan nhìn không được tưởng tượng một chút, bảy sư phụ khác của Sở Trần, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Cũng khó trách Sở Trần tuổi còn trẻ, văn võ song tuyệt. Ánh mắt Tống Nhan nhìn Sở Trần, có chút nhẹ nhàng si mê. Thứ sáu tuần sau, một lá bài này của Bắc Trần vừa ra, cả giới dược phẩm Thiền Thành đều phải nổ tung. Ngày mai bắt đầu đi làm bình thường, thảo luận vấn đề nan giải của Bắc Trần một cách bình thường, tuyệt đối không thể để cho Triệu Anh Tài nhìn ra cái gì, chờ Bắc Trần thật sự đánh vỡ cửa lớn giới dược phẩm Thiền Thành, lại lôi hắn ra, đạp ra ngoài. Tống Nhan cũng không lái xe ra, Hạ Bắc lái xe đưa hai người đến trước cửa Tống gia. Sau khi hai người xuống xe, bảo vệ nhìn thấy Tống Nhan và Sở Trần, vội vàng mở cửa ra, đồng thời ánh mắt nóng rực, chú ba. Sở Trần cười cùng bảo vệ phất tay, vất vả rồi. Sau khi hai người đi vào, Tống Nhan NSLN nghiêng mặt Sở Trần, không thể tưởng được, hiện tại ở nhà này, nhân khí của anh ngược lại cao nhất, ánh mắt bảo vệ vừa rồi nhìn anh, quả thực giống như nhìn thần tượng vậy. Con rể ngốc ở rể phản công tam tiểu thư gia cảnh tốt, câu chuyện truyền cảm hứng cỡ nào a? Bọn họ đương nhiên đều ngưỡng mộ anh. Sở Trần cười tủm tìm nắm tay Tống Nhan. Tay Tống Nhan nhẹ nhàng giật giật một chút, Sở Trần không buông ra, hai người nắm tay đi về phía trước. Cái gì con rể ngốc nghếch, em thấy anh là giả ngốc. Tống Nhan đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi tò mò, 5 năm qua anh, đen tột cùng là xảy ra chuyện gì. Sở Trần trầm ngâm một chút, trả lời, thật giống như lá, ngủ một giấc. Bị bùa trấn hồn phong ấn 5 năm, thật sự giống như là ngủ một giấc. Sở Trần đột nhiên dừng bước, cầm lấy hai tay Tống Nhan, chăm chú nhìn Tống Nhan, 5 năm nay, cảm ơn em bảo vệ anh. Tống Nhan có loại cảm giác tim đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Sở Trần, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cảm giác vành tai đều có chút đỏ lên, chúng ta, là vợ chồng trên danh nghĩa, em bảo vệ anh không phải là nên sao. Hơn nữa, Tống Nhan lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lén, hiện tại, không phải anh bảo vệ em sao. Ánh trăng chiếu xuống, ven hồ Tống, hai thân ảnh chăm chú nhìn đối phương. Cách đó không xa, Tô Nguyệt Nhàn xa xa nhìn thấy một màn này, hiểu ý cười, sau đó xoay người lại, trở về biệt thự. Em vừa rồi không phải nói nghe thấy thanh âm của Nhan Nhan cùng Sở Trần sao? Sao em không gọi họ đến uống súp? Tống Tả Dương ngồi trên sofa đọc tạp chí. Uống súp gì, tối nay không uống súp. Tô Nguyệt Nhàn vui vẻ đi vào phòng bếp, quyết đoán đổ sạch canh đi. Một bên tự nói, ngày mai phải chuẩn bị thực đơn. Gió đêm nhẹ thổi, Sở Trần nhẹ nhàng cúi đầu, Tống Nhan ý thức được Sở Trần muốn làm cái gì eo, trong mắt trong nháy mắt mở to, thân thể theo bản năng khẽ run một chút, càng cảm giác được hai tay Sở Trần truyền đến ấm áp, hai tròng mắt Tống Nhan cũng nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Sở Trần ôn nhu nhìn Tống Nhan, phảng phất như đang nhìn một món trang sức hoàn mỹ nhất trên thế giới này, không chút tì vết, tinh xảo tuyệt mỹ. Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào, Tống Nhan trong phút chốc có loại cảm giác bị điện giật, theo bản năng đột nhiên bắt lấy hai tay Sở Trần. U anh rể, một thân ảnh chạy như bay tới, bước đi như bay. Con người Tống Nhan mở to, khuôn mặt thoáng qua đỏ bừng như thủy triều, em trở về trước. Tống Nhan xoay người rời đi, Sở Trần bối rối, Tống Thu Sái bước chạy tới, thắt lưng không đau thở không thở, thần sắc nghi hoặc NSLN thoáng qua Tống Nhan rời đi. CSJ3 xảy ra chuyện gì, thấy em liền chạy. Nhưng cũng tốt, em là tới tìm anh rể. Tống Thu kích động NSLN Sở Trần, anh rể, em luyện ra tiếng thứ 5 của cửu hưởng quyền roi. Tống Thu ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế oai hùng của thiếu niên cao ngất đứng trong gió, tiếng gió kẹp theo thế giới nội tâm của Tống Thu bay tới, khen em, khen em. Sở Trần nhìn chằm chằm Tống Thu, một lát sau, nhếch miệng cười, tiếng thử 5A, chúc mừng, đi. Đến cột hoa mai luyện cho ta. Tống Thu không hề nhận thấy sát khí truyền đến trong ánh mắt anh rể sờ, được trên cột hoa mai. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng đang luyện quyền. Thiên phú quyền cước của Tống Thu quả thật không tệ, thực lực 5 tiếng, đủ để sánh ngang với tông sư được giới quyền anh thế tục xưng. Nếu Tống Thu lúc này đi ra ngoài đánh quyền, hắn sẽ thay thế Sở Trần, trở thành tông sư trẻ tuổi nhất trong giới quyền Thiền Thành. Nhưng mà, Tống Thu hiện tại, chỉ có phần bị đánh. Bang, bang, bang. Ngay từ đầu Hoàng Phủ Hòa Ngọc còn đang hâm mộ Tống Thu có thể được Sở Trần đích thân chỉ tay, nhưng dần dần, nụ cười cùng khuôn mặt của Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngưng động lại. Xem ra, không thể ở trước mặt Sở Trần đắc ý. Chính là cửu huyền trường, làm sao có thể lọt vào được mắt thần của Sở Trần.
Tống Thu thế nhưng đến trước mặt Sở Trần khoe khoang mình luyện ra tiếng thứ năm, thật sự là quá thổi phồng rồi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc Thần sắc chậm rãi trở nên thong dong bình mũ tĩnh, hắn muốn cho Sở Trần cảm giác bình tĩnh. Nền tảng của cậu vẫn còn rất kém, tối nay không được phép ngủ, luyện đến chờ sáng cho tôi. Trần bỏ lại một câu tàn nhẫn, sau đó nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa Ngọc, nội tâm Hoàng Phủ Hộ Ngọc hoảng hốt, thần sắc cố gắng duy trì chấn định. Sở Trần gật đầu Hoàng Phủ Hòa Ngọc, xoay người liền rời đi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc như chút được gánh nặng, cũng may mình kịp thời lĩnh ngộ, mới tránh được một kiếp. Nhìn bóng lưng Sở Trần hoàn toàn biến mất, Hoàng Phủ Hòa Ngọc mới đi tới bên cạnh Tống Thu. Tống Thu nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Ngươi xem ngươi, mới luyện ra 5 tiếng, liền đi trước mặt Sở Trần khoe khoang, không phải là muốn đánh sao. Hoàng Phủ và Ngọc cảm thán một tiếng. Hắc, Hoàng Phủ thúc, thúc không biết đâu. Mấy ngày nay luyện quyền, tình cảm giữa Tống Thu và Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng ấm lên mạnh mẽ. Tống Thu nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt mình bị đánh đến sưng đau, khuôn mặt lại lộ ra ý cười hắc hắc. Cháu vừa rồi phát hiện anh rể cùng chị ba ở bên hồ thì thầm những điều ngọt ngào với nhau, cháu độc thân đương nhiên không thể nhịn, liền cố ý đi cắt ngang bọn họ. Hoàng Phủ Hòa Ngọc, không biết ngươi có phải là một con chó độc thân hay không? Nhưng, ngươi thật sự là chó. Hoàng Phủ Hòa Ngọc yên lặng đứng lên, tự mình đi luyện quyền. Sở Trần sau khi thư giãn tay chân, khí tức buồn bực trong lòng tan biến, đi về biệt thự, trong lúc bất chợt nhớ tới đêm nay còn chưa uống canh, lập tức quay trở lại. Đi tới biệt thự chính của Tống gia, vừa mới tiến vào đại sảnh, thấy Tô Nguyệt Nhàn đang ngồi trên sofa, mẹ, canh tối nay đau. Tô Nguyệt Nhàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau, Sở Trần nhịn không được lại hỏi, tối nay, không có canh. Tô Nguyệt vừa phục hồi tinh thần lại, không còn, vừa mới hoạt động thân thể, có chút đói bụng, còn muốn uống canh bồi bổ. Sở Trần lầm bẩm một tiếng, không có thì thôi, con trở về ngủ a. Sở Trần xoay người đi ra ngoài. Tô Nguyệt Nhàn nhìn thoáng qua thời gian đói bụng sao. Sở Trần trở lại tổ ấm nhỏ, cửa phòng Tống Nhan đóng chặt. Sở Trần không khỏi hồi tưởng lại cảm giác đôi môi vừa mới chạm vào bên hồ. Đây là người phụ nữ mà ta sẽ bảo vệ suốt đời. Khóe miệng Sở Trần không tự chủ được nhẹ nhàng dương lên một chút. Sở Trần tắm rửa xong, trở lại giường của mình nằm xuống, điện thoại di động đặt ở một bên đột nhiên vang lên. Sở Trần cầm lấy di động, mỉm cười, cô Đào. Sở Trần, xảy ra chuyện rồi. Thanh âm Giang Ánh Đào ngưng trọng, chúng tôi có một điều tra viên thâm nhập vào bến tàu Thiên Nghiệp mất liên lạc rồi. Sở Trần đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, còn có tình huống đặc biệt gì không? Những người khác có thể liên lạc được không? Còn nữa, Ninh Tử Mặc bên kia có tin tức hay không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sở Trần nội tâm bất an. Anh vẫn cảm giác bến tàu Thiên Nghiệp là một nơi nguy hiểm, cho nên, anh mới phái La Vân Đạo Tôn đến Bằng Thành. Âm thầm bảo hộ Ninh Tử Mặc. Thế nhưng, Ninh Tử Mặc ở trong bến tàu Thiên Nghiệp, ngộ nhớ chuyện xảy ra đột ngột, La Vân Đạo Tôn cũng không có cách nào cửu hắn. Bây giờ chúng tôi không có hành động để đảm bảo sự an toàn của các điều tra viên khác. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, Ninh Tử Mặc vừa mới liên lạc với tôi, nói hắn sẽ phụ trách đi tìm điều tra viên mất liên lạc kia. Cô điên rồi, để Ninh Tử Mặc đi tìm. Sở Trần biến sắc, theo bản năng giống lên một tiếng. Ninh Tử Mặc chỉ là võ giả bình thường, luận trình độ chuyên môn, xa xa không bằng những điều tra viên dưới tay cô. Là hắn chủ động yêu cầu, tôi ngàn không được. Giang Ảnh Đào nói, còn có, từ lúc tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp, vẫn là vị điều tra viên kia cùng Ninh Tử Mặc liên hệ, hai người bọn họ, hẳn là quen thuộc nhất. Cơn buồn ngủ của Sở Trần hoàn toàn không còn, có gì mới, cho tôi biết ngay lập tức. Sau khi Sở Trần cúp điện thoại, càng đứng ngồi không yên. Sở Trần không tùy tiện nhắn tin cho Ninh Tử Mặc, mà là gọi điện thoại cho La Vản Đạo Tôn. Đại sư huynh, thanh âm La Vân một mang theo nghi hoặc, trễ như vậy có việc sao? Người bảy giờ ở đâu? Sở Trần hỏi, Tiểu Mặc bên kia có thể xảy ra chuyện, người nghĩ biện pháp đi vào điều tra một chút. So với tổ điều tra của Giang Ánh Đảo, Sở Trần càng thêm tin tưởng La Vân Đạo Tôn. Hát ta ở gần bến tàu Thiên Nghiệp, 10 phút trước vẫn còn liên lạc với Ninh Tử Mặc. La Vân trả lời một tiếng, lập tức quyết đoán nói, ta hiện tại đi vào điều tra. Cẩn thận một chút, Sở Trần dặn dò, bên trong bến tàu Thiên Nghiệp khẳng định xuất hiện tình huống. Sở Trần thấp thỏm trong lòng đẩy cửa phong ra, ngồi trên sofa đại sảnh, tâm thần không yên. Hít sâu một hơi, Sở Trần nghĩ đến ngày sinh tháng đẻ của Ninh Tử Mặc, bấm ngón tay tính toán một lát, khuôn mặt mãnh liệt biến đổi, lập tức lại đứng lên.
bên kia bến tàu thiên nghiệp tối nay, tồn tại biến cố không thể lường trước được. Ninh Tử Mặc có thể xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Từ Thiền Thành đến bến tàu thiên nghiệp bằng thành, nhanh nhất cũng phải 2 giờ. Y Sở Trần đã nảy suy nghĩ đuổi theo trong đầu một bên, cửa phòng Tống Nhan đột nhiên mở ra. Tống Nhan vẻ mặt buồn ngủ dùng ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Sở Trần, sao anh còn chưa ngủ? Bên phía bằng thành có chút tình huống. Sở Trần hít sâu một hơi, đứng lên nói, anh vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Vậy anh nhất định phải cẩn thận. Tống Nhan nhìn thần sắc Sở Trần ngưng trọng, trong lòng không khỏi trầm xuống, đi tới, lần đầu tiên chủ động nắm tay Sở Trần, bình an trở về. Nội tâm Sở Trần dâng lên một cỗ dòng nước ấm, 10 ngón tay siết chặt, cúi đầu xuống. Lần này, không có sự quấy rầy của chó độc thân. Tống Nhan khẽ nhắm mắt đẹp, loạng choạng đáp lại Sở Trần. Tổ ám nhỏ yên tĩnh, tuyệt vời. Hồi lâu, hai người tách ra, Sở Trần ôn nhu nhìn Tống Nhan, hôn lên trán cô một cái, chờ anh về nhà. Sở Trần xoay người đi ra ngoài. Tống Nhan kinh ngạc nhìn bóng lưng Sở Trần, tiếng bước chân cũng dần dần biến mất. Hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, hai má Tống Nhan đỏ bừng, thần thái ngây ngô, trong lòng có loại cảm giác ngọt ngào. Trước cột hoa mai, Sở Trần sải bước đi qua, quả nhiên Tống Thu còn đang luyện quyền. Tiểu Thu, Sở Trần hô một tiếng, bóng dáng Tống Thu lảo đảo, trực tiếp ngã xuống cột hoa mai, vẻ mặt buồn bã, anh rể, em sai rồi, em không nên quấy rầy anh. Sở Trần, Tống Thu vội vàng câm miệng, lái xe ra, chúng ta đến bằng thành một chuyến. Sở Trần trầm giọng mở miệng, cùng với đợi cục đặc chiến trợ giúp, còn không bằng anh đi trợ giúp Ninh Tử Mặc. Lúc này đến bằng thành, Hoàng Phủ Hòa Ngọc tò mò hỏi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng không biết chuyện Sở Trần đang điều tra. Sở Trần liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc một cái, trong khoảng thời gian này, thực lực của Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng đột nhiên tăng mạnh, ngược lại cũng là một trợ thủ không tồi. Đi có thể sẽ đánh nhau. Sở Trần nói ỉ, Hoàng Phủ Mình Chủ muốn đi cùng sao? Tất nhiên phải lính một phiền của tôi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc không chút do dự. Xe chạy ra khỏi Tống gia, rất nhanh liền lên cao tốc, đi thẳng đến bằng thành. Thần sắc không kiềm chế được tò mò nhìn Sở Trần, nhiều lần muốn mở miệng. Anh biết tập đoàn Thiên Nghiệp chứ? Sở Trần nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc một cái. Đương nhiên rồi, Hoàng Phủ Hòa Ngọc nói, tôi cùng Trương Thành ngược lại ăn mấy bữa cơm. Người anh phải đảnh tối nay có thể là Trương Thành. Sở Trần nói. Hoàng Phủ Hòa Ngọc thần sắc kinh ngạc nhìn Sở Trần. Tập đoàn Thiên Nghiệp bị nghi ngờ buôn lậu người sống trên biên, mấy ngày trước Tiểu Mặc Mũ đã len vào tập đoàn Thiên Nghiệp âm thầm điều tra. Sở Trần nói, khuôn mặt Hoàng Phủ Hòa Ngọc không khỏi đại biến, cái này làm sao có thể, trên thế giới này, không có gì là không thể. Sở Trần nói, tập đoàn Thiên Nghiệp đã sớm bị theo dõi, sau khi Tiểu Mặc đi cũng tra được không ít thứ, nhưng mà đêm nay, đột nhiên có người mất liên lạc. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trong lòng trầm xuống, vậy chúng ta tùy tiện xông qua như vậy, có thể hay không đánh rắn động cỏ. Tôi chỉ là lo lắng tình huống của Tiểu Mặc, đến bằng thành trước rồi nói sau, coi như là phòng ngừa chu đáo, nếu xảy ra chuyện, có thể kịp thời trợ giúp. Sở Trần nhìn bóng đen ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi ỉ ại, trực giác nói cho anh biết, đêm nay nhất định sẽ không yên ổn. Bằng thành, khách sạn tinh cấp bến tàu Thiên Nghiệp chưa đầy 1 cây số. Trước cửa sổ cao từ sản đến trần nhà. Một bộ bóng dáng xinh đẹp thướt tha, uyển chuyển mê người, buông ống nhòm cầm trong tay xuống, nhíu mày. Vị trí giang ảnh đào quan sát chính là phương hướng bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp. Nhưng bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp tối nay, đặc biệt yên tĩnh. Càng yên tĩnh, càng ỉ ảm cho người ta có cảm giác gợn sóng ngầm. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, tổ bảy bên kia, trả lời như thế nào? Giang ảnh đào hỏi một câu, con người từ Đồ Tĩnh mang theo vẻ tức giận. Còn có bất đắc dĩ. Bọn họ vẫn là câu nói kia, tiên thiên võ giả của bọn họ tạm thời còn chưa tới, không có cách nào tùy tiện xông vào bến tàu Thiên Nghiệp điều tra tin tức, mà dự ới tình huống không có tin tức xác thực, chúng ta không có đủ lý do để cho đội dột kích hành động. Giang Ánh Đào trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người, đi ra khỏi phòng, sau khi rẽ một vòng, trực tiếp đá văng cửa một gian phòng ra, cất bước đi vào. Giang Tổ Trường, xin cô luôn luôn nhớ kỹ thân phận của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ con dân chung cuộc, chứ không phải làm hư hỏng tài sản công cộng. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, một thân chính trang, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào, cô có tin hay không, cô xông vào như vậy, tôi đều có thể khiếu nại cô lên cấp trên. Nẻ mặt cùng nhau làm việc, tôi không so đo với cô trở về đi. Tổ trưởng Trần, cô
cô cũng biết chúng ta đang làm việc cùng nhau. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, xin cô phân tích tình thế hiện tại một chút, điều tra viên của chúng ta tung tích không rõ, tùy thời có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn cần chúng ta trợ giúp. Lúc trước có thể vào bộ điều tra cục đặc chiến, hẳn là có giác ngộ cống hiến hết mình vì công tác điều tra. Tổ trưởng tổ 7 Trần Trương Di, giờ phút này ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, trầm mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào, làm sao tôi không biết tình thế hiện tại. Không phải là một điều tra viên mất liên lạc, từ góc độ của vụ án, đây có lẽ vẫn là một đột phá tốt, vừa vặn chứng minh đối phương có hành động, hoặc là điều tra viên của chúng ta tra được manh mối quan trọng gì, hiện tại chúng ta cần làm, chính là yên lặng chờ đợi, tôi tin tưởng trước bình minh, bến tàu Thiên Nghiệp sẽ có tin tức đột phá truyền đến. Ngộ nhỡ truyền đến tin dữ của điều tra viên chúng ta thì sao? Giang Ánh Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trương Di, cô là đang xử lý theo cảm tính. Trần Trương Di thần sắc khinh thường, tôi thật sự không biết cô làm vị trí tổ trưởng này như thế nào. Điều tra án không có ngộ nhỡ, chỉ có dưới tình huống chuẩn xác hạ mệnh lệnh chuẩn xác, mới có thể phá án, nếu như dựa theo cô nói, trực tiếp phái người đi qua trợ giúp, sẽ dẫn đến toàn bộ cục đặc chiến bị bại lộ, cục diện của chúng ta sẽ rất bị động. Trần Trương Di đứng lên, khí thế bức người, một khi đánh rắn động cỏ, chúng ta phải đến 5 con khỉ mới có thể truy tìm được chứng cứ phạm tội của tập đoàn Thiên Nghiệp. Bây giờ điều tra viên mất liên lạc không phải là người của tổ 7, cô đương nhiên nói như vậy. Tư Đồ Tĩnh ở một bên nhìn không được lẩm bẩm một tiếng. Tôi không nhắm mục tiêu bất kỳ tổ nào. Trần Trương Di nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Giang Ánh Đào, cô không cần phí tâm tư để cho tôi phái người đi qua. Hơn nữa, cho dù cô muốn phái người đi qua, tôi cũng sẽ ngăn cản, tôi làm tất cả, đều là vì phá án mà đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lựa chọn sáng suốt. Con người Giang Ánh Đào càng lúc càng lạnh như băng, phái người đi qua, nhất định là đánh rắn động cỏ sao. Tiên Thiên võ giả lẻn vào, có thể nín thở, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cô có thể khẳng định 100% không? Trần Trương Di trả lời một cách mỉa mai, Giang Tổ trưởng không phải ỷ à chưa từng xem qua tư liệu chứ. Trong bến tàu Thiên Nghiệp, không chỉ có Tiên Thiên võ giả, thậm chí còn có võ giả cấp bậc tông sư, có thể nói là nơi cực kỳ nguy hiểm. Bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ gặp nguy hiểm, chỉ khi nào hành động thực sự, lực lượng đột kích mới có thể đối phó với đám côn đồ này. Giang Ánh Đào trầm mặt, Trần Trương Di là người được cử giám sát công việc của cô, có quyền ngăn cản mọi hành động của cô. Còn có, từ bây giờ, cô không thể rời khỏi tầm nhìn của tổ 7. Trần Trương Di lạnh lùng nói, lời vừa rồi của cô, tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ cô có phải là cố ý đánh rắn động cỏ hay không, phá hư toàn bộ hành động. Vừa dứt lời, Giang Ánh Đào còn chưa mở miệng, Tư Đồ Tĩnh đã nhìn không được nổi giận, đủ rồi, rõ ràng chính là cô đeo kính màu nhìn người, ghen tị quả nhiên khiến người ta trở nên xấu xí. Một người đàn ông bên cạnh Trần Trương Di nhướng mày, điều tra viên tổ 9 đều không có tố chất như vậy sao? Tĩnh Nhi, chúng ta đi thôi. Giang Ánh Đào xoay người đi ra ngoài cửa. Trần Trương Di quát lạnh, cô đứng lại, không nghe thấy lời vừa rồi sao? Giang Ánh Đào quay đầu lại. Nở nụ cười, cô ra lệnh cho tôi. Có bản lĩnh cô cưỡng ép bắt giữ tôi à? Giang Ánh Đào xoay người đi ra ngoài. Đuổi theo, Trần Trương Di hạ lệnh. Người đàn ông lập tức cất bước đi ra ngoài, vừa đến cửa, trong lúc bất chợt một đạo lãnh quang đập vào mặt. Người đàn ông dừng bước, một thanh phi đao mỏng như cánh dế cắm vào khung cửa. Trong nháy mắt này, người đàn ông có loại cảm giác sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt, không tự chủ được run lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.